Một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, em xin chào các bác trong chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Vâng, chào bạn. Vâng. Thắc mắc của bạn khi gọi đến cho chúng tôi là gì vậy? Vâng, em xin có câu hỏi để xin hỏi chuyên gia tâm lý ạ. Về gia đình em lúc này là có việc rất bối rối mà em Vâng. không biết chia sẻ cùng ai ạ. Và em Vâng. muốn hỏi là cái cháu gái em là năm nay 19 tuổi, sinh Rồi. viên năm thứ hai, mà Rồi. cháu đang đi học mà lại cháu lại nỡ có bầu. Thế Có à? bầu thì lại với bạn trai thì lại là hơn những hơn 20 tuổi, năm nay là 40 tuổi rồi. Thế à? Mà lại không có nghề nào ổn định thì gia Rồi. đình em có nghĩa là định khuyên cháu là phá bỏ để tiếp tục đi học. Rồi. Nhưng mà cháu là không muốn. Rồi. Cháu là không muốn mà vẫn muốn lấy chồng, mà nhà bạn kia là cũng có nghĩa là cũng có trách nhiệm cưới chứ không phải là bỏ. Rồi. Nhưng mà thực tế là nhìn nó không có tương lai ạ. Thế cho nên nhà em muốn bỏ mà lúc này bối rối quá mà không biết là định như thế nào, không có định hướng ạ. Rồi. Và Thế vâng, thế em là muốn nhờ bác chuyên gia là cho em một lời khuyên ạ. mẹ thì bao nhiêu tuổi đấy? Mẹ thì 46 tuổi mà em thì 50 tuổi, em là bác ạ. À, tức là bác hỏi cho cháu trường hợp của gia Bác đình hỏi một. cho cháu ruột ạ. Vâng ạ. Rồi. Thế là mẹ cháu thì 46 tuổi, thế mà cái Vâng. thằng rể tương lai thì lại 40 tuổi, đúng 40 không? tuổi. Tức Vâng. là con rể kém mẹ có 6 tuổi thôi, mẹ vợ 6 tuổi thôi, đúng không? Vâng ạ. Với lại em muốn có một cái thắc mắc này muốn nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Nào, em sợ là cả giữa hai cái tuổi tác mà cách xa nhau nó không cùng quan điểm thì sợ về nó không tồn tại được đâu ạ. Tất cả chỉ là sợ sệt chứ cũng chưa diễn ra để mình cũng biết là có thật hay không, đúng không? Vâng ạ. Và cái điều quan trọng nhất là cháu nó có thai là bao nhiêu tuần tuổi rồi? À, chắc phải đến 14 15 tuần rồi, đến đến lúc này là 14 15 tuần. Rồi, thế là cũng lùng lùng với bụng rồi, còn gì nữa, không không che giấu được nữa rồi, đúng không? Vâng ạ. Và với cái tuần thai như thế mà nếu mà xử lý bằng cách phá bỏ thì nó sẽ rất nguy hiểm tới người mẹ đấy nhá. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Rồi xin chào bác gái. Vâng ạ, em chào anh ạ. Rồi. Cháu nhà mình là 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất à? Sinh năm thứ hai ạ, sinh viên thứ hai. Sinh viên năm thứ hai. Cái bác 40 kia là bác ấy là bác chủ nhà trọ hay là bác ấy là ông ất ơ ở ngoài đường hay là không thể gọi là bạn được rồi. Chắc chắn Không, là cũng chỉ ngại thôi ạ. Là đi học kiểu trên đường xe cộ mà gặp nhau ấy, đi xe buýt mà gặp thôi, chứ còn thực tế rồi. mình cũng biết đại khái là người ta cũng này người ta cho biết quê người ta nhưng mà mình chưa biết nhà cửa hoặc là Rồi. bố mẹ như thế nào là mình chưa biết ạ. Mình không biết nhưng mà mình có khai thác được ở cháu gái không? Ví dụ như anh ấy đã từng có vợ ở quê, vợ anh ấy vừa chết hay vợ anh ấy hay anh đang giận vợ anh hay là anh ấy có ba đứa con gái bây giờ anh muốn nhờ mình tóm lại lấy vợ khác để có một cậu con trai. Mình có biết hoàn cảnh của cậu kia không? Hỏi cháu thì bảo là chưa có vợ Rồi. Thế xong rồi các cháu nó dự định thế nào? Mình đừng có vội là phủ định cái gì cả. Thế bây giờ vâng. thì các con định thế nào? Thì nó bảo rằng anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy lên thăm rồi hỏi rồi nhà anh ở đây ở đó, anh hiện nay anh đang làm cái gì đó, con tạm thời con nghỉ học sinh con chúng con lấy nhau, sau đấy con vân vân. Mình nghe các con nó trình bày cái kế hoạch của nó xem ra làm sao nào. Chứ mình có À, đặt ra dạ, nó đường trình bày thì nó vẫn bảo là cưới xong thì anh ấy bỏ vợ cho con đi học. Nhưng mà hỏi thế anh ấy làm nghề gì thì nó bảo lao động. Do thì hỏi thì anh ấy bảo tháng được 6 triệu. Thế thì em bảo nếu 6 triệu thì không đủ khả năng cho cháu đi học rồi. 6 triệu rồi. về sinh con xong làm sao mà có điều kiện được. Thứ nhất là cháu mình còn non nớt, han vào Vâng. gọi là bập vào một chàng trai vừa mới lớn lên, một cái ông gần 40 rồi, chắc cũng lão luyện tình trường. Có hơn hai trường hợp, một là anh ấy mải làm mải ăn, lão luyện tình trường và nay thì gia đình thúc giục thì tôi vớ vào trường hợp lại được cả trâu lẫn nghé thế này thì cưới vợ. Hai là trường hợp anh ấy có thể có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là có vợ rồi nhưng mà ly hôn ly thân nhưng mà hiện nay thì con gái nhà mình cháu gái nhà mình vẫn thích cho nên che giấu muốn là cho Vâng. làm sự đã rồi
Vâng đúng rồi ạ. Ừ. Đúng rồi ạ. Cho lấy nhau xong cưới rồi xong đấy mới nói rằng anh có vợ rồi, à, quê anh ở mãi trong ấy trong nọ, anh cũng có hai đứa con anh gần bằng tuổi con. Ví dụ như lúc ấy thì mình cũng đã xong rồi. Chẳng qua là Vâng. cháu gái nhà mình, việc đầu tiên phải khẳng định thế này này. Nghĩ đến cái phá bỏ ấy là về mặt như ban anh Thành Văn có nói rằng rất là nguy hiểm khi cái thai đã Vâng. lớn. Người ta có thể xử lý được, mà nếu cái thai mà dưới 4 tuần tuổi thì đi hút điều hòa kinh nguyệt, dưới 3 tháng tuổi thì có thể là có cái can thiệp nhưng mà cũng hết sức cẩn trọng. Thế còn Vâng. đây nó trên 3 tháng rồi, các bác sĩ cũng sẽ có những cái cảnh báo nhất định. Cái đặc biệt là người trong cuộc, không ai có quyền bắt một phụ nữ, cháu nó 19 tạm gọi là phụ nữ rồi á, chứ không thể gọi Vâng. là cô bé được nữa, phụ nữ đi bỏ cái thai của mình. Như vậy là vi phạm rất là nhiều những cái điều luật, đúng không? Hai nữa là mình mà ép quá thì bây giờ cháu nó bỏ đi theo giai đấy. Bởi vì thật ra nói giờ nó chỉ cần có đứa con với lại cái ông chồng kia thôi. Bí lắm là bây giờ bố mẹ mà cứ ép là con phải đi, con bỏ thai rồi, là xong mình đưa ra các loại lý do khó khăn. Nào là mai kia chênh lệch, nó bảo chênh lệch nó cũng chịu được, bảo mai kia khổ bởi vì anh lương 6 triệu, 6 triệu con cũng không chịu. Thế thì mình làm gì? Không lẽ lại tóm tóc hay là ấn lên xe để đưa đi bệnh viện phá thai, làm điều ấy thì là vi phạm pháp luật. Còn thì gây sức ép thì cháu sẽ bỏ nhà ra đi. Chúng nó sẽ tự cưới nhau hoặc không cưới nhau, nó cứ chung sống, nó cứ đẻ con thì mình cũng làm gì được. Cho nên lúc này là lúc bình tĩnh gọi cả cậu con rể tương lai đến đi. Tuy nó là 40, nó có thể hơn mình 1 tuổi, nhưng mà vẫn mẹ vợ vẫn phải ngồi. Thế nào bây giờ? Anh với lại nó quyết định thế nào, nhà cháu ở đâu, tình hình thế nào, sao lại như thế, sao Vâng. không, nếu mà thương nhau ABC không tạo điều kiện để mà từ từ mà gì lại vội vàng thế, đang học nửa trường vân vân, để nghe kế Vâng. hoạch của chúng nó. Thế còn nếu như nó kế hoạch của các cháu nó nói rằng là thôi thì nó cũng là cái duyên cái may rồi, mong muốn rằng là được gia đình tạo điều kiện để nên vợ thành chồng, hứa thề là sẽ lo cho nhau hạnh phúc, thì thật ra cuộc hôn nhân của các cháu không vi phạm pháp luật. Nếu Vâng như ạ. bạn ấy, bạn cái bạn trai 40 kia không phải là người đang có vợ hoặc là có những cái gì đấy vướng víu, không phải lệnh truy nã hay là tội phạm trốn trại, mà là một người đàn ông bình thường tự do mà đang không có vợ, thì bạn ấy có quyền kết hôn. Và con nhà mình cũng 19 tuổi rồi, trên cái tuổi quy định được kết hôn, hai bạn tự nguyện thì không ai cấm hãm gì được nhá. Đây là cuộc Vâng. hôn nhân tự nguyện, còn tiến bộ hay không thì chưa biết. Còn động cơ của nó làm sao mà dẫn tới chuyện là con nhà mình vướng vào cái ông 40 rồi như thế này thì cái mình cũng chẳng đào bới lúc này làm cái gì cả. Thế và mình cũng chỉ nói với các con rằng là thôi đấy, thực sự ra bố mẹ tư vấn cho con như thế đấy. Bây giờ học hành chưa dang dở này, 19 tuổi chưa biết cái gì mà làm mẹ này, tiền không có một xu này, hai vợ chồng với một đứa con mà trông cậy một cái ông lao động phổ thông 6 triệu này, nếu gia đình này còn mẹ già bố già nằm đấy nữa thì thực sự khó khăn. Nói thế không phải để dọa mà để con lường trước đấy. Thôi thì bố Vâng. mẹ nói không nghe mà cứ làm theo mình, sau này đừng kêu ai, ví dụ như vậy. Mình chỉ Vâng nói được ạ. đến thế thôi. Còn Vâng nếu các ạ. cháu nó cứ vẫn cứ hồ quyết tâm thì sẽ nói theo các cụ là thôi thì kệ bố chúng nó chúng nó lấy nhau bởi vì nó không vi phạm pháp luật nhá. Rồi, Vâng ạ. hy vọng là bác gái sẽ tư vấn cho bố mẹ của cháu bé nhá. Vâng ạ, em cảm Và ơn chương trình ạ. quyền quyết định vẫn là của tụi trẻ, chứ bố mẹ nhiều khi không thể áp đặt được đâu nhá. Cảm ơn chuyên gia giám lập Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Xin chào Chùa Văn nhé. Dạ Tình vâng ạ. Văn rồi Chùa Văn này. Dạ vâng, chào anh ạ. Nghe chùa nghe Tình Văn dẫn chương trình hay lắm. Nói chung là lâu lắm rồi đăng ký, hôm nay mới được gặp và tiếng nói trực tiếp nói chuyện với Đình Văn. Dạ Thế vâng. Đình Văn cho gặp bác sĩ Hải tí nhé. Vâng, anh trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia chúng tôi đang ngồi trong phòng thu và nghe anh nói đây. Thôi nói chung là không có vấn đề gì cả, cũng vừa cái chuyện đàn ông mà. Dạ vâng, Thực anh sự nói đi. ra là anh cũng năm nay ngoài 60 rồi, thế nhưng Vâng. mà xưa nay thì nó cũng chủ quan không để ý đến, nó cũng khác. Thế nhưng mà cái nói chung là bên dương vật mà. Dạ vâng ạ. Thế xưa nay anh cũng nói chung là mãi làm
công việc nói chung là thời kỳ của quân đội đến lúc trẻ khám mà không thấy gì, thế nhưng mà kể cả là mình đi tắm thì không để ý đến, thế nhưng vừa rồi lại khai thấy sờ thấy thì thấy một bên hạt nó to một bên nhỏ, thế thì hôm nay là qua người dẫn chương trình của Đình Văn, thế mới là cửa sổ tình yêu tư vấn thì anh muốn gặp bác sĩ Hải tí. Anh ơi, cái anh nói bên to bên nhỏ tức là hai cái bên tinh hoàn của mình đúng không ạ? Đúng rồi, nó không chuẩn. Dạ vâng, trước ban đầu lúc nãy anh nói là cái dương vật, nhưng dương vật nó có hai bộ phận đâu mà nó bên to bên nhỏ được, đúng không? Đúng dạ rồi. Vâng, thế cái sự chênh lệch của nó là 1:8:10 hay là 1:4:10? Nói chung là thì nó phải một bên 10, một bên khoảng 6:5 gì thế. À, tức là một bên là bằng nửa bên kia đúng không? Đúng rồi, đấy là ok. Và anh cũng không phát hiện là từ trước đến nay nó thế hay là bây giờ mới thế đúng không? Không, ngày xưa thì nói chung là thấy bình thường, ngày xưa là cân đối lắm. Thế nhưng cái 1-2 năm nay này, mình không để ý tắm tung cái này khác vì căn bản nó không đau đớn gì hết chưa. À, anh cái bên to hơn ý thì nắm sờ vào nó có bị đau hơn không? Không gì cả. Nó không có biểu hiện gì cả. Ừ. Hay là nó nghỉ từng bộ phận, nghỉ từng bên một đấy. Thế đâm vào nó. Một bên nó cứ teo dần đi, xong nó lợi bên kia, xong lại teo tiếp cả hai bên. Anh ngoài sông ơi, quê em ở đâu? Dạ, quê Hà Nội ạ. À, quê Hà Nội ạ? À. Dạ vâng ạ. Anh cũng đang làm ở ban dự án đại học trên Sơn Tây Hà Nội, chỗ khu công nghệ cao, khu Hòa Lạc đấy. Dạ vâng. Bây giờ nào thì... có điều kiện thì mời em lên chơi nhé. Dạ, rất là cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh xin chào em Hải nhé. Vâng ạ. Biết là thể nào là em ít tuổi hơn anh đúng không? Vâng ạ. Vâng. Năm nay Hải năm nay bao tuổi rồi? Em cũng gần bằng tuổi anh rồi ạ. Không, thì là anh nghe giọng của em còn trẻ lắm và giọng ngọt ngào, êm ái. Vâng. Phải nói đăng ký mấy tháng này hôm nay mới được... dẫn người rất chương trình được gặp em đấy, nói vâng chung ạ. Là Hải nói chung là cũng có nhiều duyên và nhiều người cần gặp thôi, thì anh như cái người cũng không được may mắn lắm, cho nên là gặp sau cũng muộn màng thôi, còn nhưng mà hôm nay được gặp em thế là còn hơn là không rồi. Vâng, anh ơi, em muốn hỏi là anh năm nay 60 tuổi đúng không ạ? Ngoài 60 rồi. À, ngoài 60 rồi. Anh 60. Đang làm ở trên Láng Hòa Lạc đúng không ạ? Đúng rồi, khu xây dựng khu công nghệ cao trường Đại học Quốc gia. Thế tức là mình nghỉ hưu rồi xong mình về đấy mình làm thêm đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng ạ, vâng. Anh quản lý trên đấy mà. Sức khỏe của anh tốt không ạ? Sức khỏe của anh thì bình thường, không vấn đề gì xảy ra cả. Nói chung là cái bộ phận là khá nội tạng bên này, tất cả các thứ trong cơ thể con người thì không có biểu hiện gì hết. Vâng, bình thường. Tốt rồi ạ. Vâng. Tuy nhiên thì anh có đi khám sức khỏe bao giờ không ạ? Anh không. À thế ạ. Căn bản nó lúc chẳng có đau đớn gì, thì nên là cũng chẳng bao giờ cần bác sĩ lắm. Vâng. Nhưng hôm nay thì nghe thấy cái chương trình của em thì cửa sổ tình yêu anh mạnh dạn nó nói chuyện này, tôi ngại lắm. Vâng, nhiều cái ạ. Này vâng. Cứ muốn thế gặp em một tí thì nên em muốn hỏi anh là anh đi lên đấy làm thì chị gái có đi theo không ạ? Không không. À, chị gái vẫn ở Thái Bình. Vâng, ở nhà thôi. Và em hỏi tế nhị một tí là cái chuyện sinh hoạt của anh chị thì ổn không ạ? Nói chung là bình thường, anh cũng có ham muốn. Vâng. Bình thường, vâng, có lẽ tốt, không sao cả. Vẫn thực hiện đêm được việc nằm, đấy đúng không? Đêm nằm cậu nhỏ thì vẫn cứ thể hiện như là đồng chí pháo thủ thôi. À thế thường. Tốt rồi. Vâng. Cho dù mình không có một vấn đề gì khó chịu về cơ thể hoặc là chưa có vấn đề gì phát sinh về cơ thể thì với cái tuổi như của anh ấy ạ, thì ít nhất một năm một lần anh cũng nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể của mình để phát hiện sớm các cái bệnh mãn tính, những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là phát hiện sớm những cái vấn đề mà có thể tầm soát các cái ung thư ấy ạ, để phát hiện sớm nhé. Thứ hai là về cái tinh hoàn ấy ạ, thì thông thường tinh hoàn nó cũng không phải là nó đều nhau hoàn toàn. Và nó có thể 1:8:19, 1:9:10 hoặc là 1:8:10. Thế nhưng mà như tình trạng của anh là rất là không cân đối đúng không? Đúng rồi. Bên thì chỉ bằng có một nửa của bên kia. Anh có để ý thấy cái bìu ở bên ngoài ấy nó có vấn đề gì không ạ? Nó có bị căng hay là nó có mọng hay nó có đau gì không anh? Không hiện tượng gì hết em ạ. À, thế anh mới không để ý gì. Đến đi tắm bình thường thôi. Vâng. À. Theo em thì thế này. Nếu có điều kiện
thì anh ở Láng Hòa Lạc thì xuống vào trong nội thành có rất nhiều các cái bệnh viện lớn, mình có thể kiểm tra sức khỏe tổng thể luôn, trong đấy có thể kiểm tra luôn cả tinh hoàn. Bởi vì một cái khối lượng tinh hoàn mà hai bên nó chênh lệch nhau nhiều như thế thì nó cũng có thể có những vấn đề liên quan đấy ạ. Một bên có thể bị sưng đau, một bên có thể như anh Văn Anh nói lúc đầu là teo thật đấy ạ, chứ không phải không vuốt bình thường thôi. Không teo mà không ấy khác mà không nghe, chỉ có bên to bên nhỏ đấy mà. Đấy, ý em muốn nói rằng là có thể là cái bên to là bình thường nhưng cái bên nhỏ là teo. Hoặc ngược lại, có thể là cái bên to ấy ạ, nó đang bị viêm hoặc nó sưng gì đó. Thì anh cũng cần phải đi khám sức khỏe tổng thể để xem là anh có một cái bệnh mãn tính gì không. Thứ hai nữa là kiểm tra xem cái tinh hoàn của anh nó có vấn đề gì không nhá. Bởi vì nhiều những trường hợp, những cái bệnh lý liên quan tới tinh hoàn có thể nó không có một cái triệu chứng lâm sàng gì anh ạ. Nó người ta phát hiện rất là tình cờ. Nó cũng thậm chí nó còn không đau, nó không sưng gì cả nhưng nó đã có bệnh rồi. Thế và bệnh lý của tinh hoàn thì nó cũng khá là phức tạp. Nếu như anh không kiểm tra thì nó có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cả cơ quan sinh dục của anh. Bởi vì tinh hoàn thì nó là nơi sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam ấy ạ. Cho nên là mình cố gắng bố trí thời gian xuống mình đi kiểm tra sức khỏe của mình cũng như là kiểm tra riêng khám về cái tinh hoàn cho nó yên tâm anh nhé. Qua cái tư vấn của em trợ giúp về vấn đề cái quan hệ cái tình cảm, nói chung là anh xin cảm ơn. Em cho anh gửi thăm sức khỏe Minh Đoàn nhất, Minh Đoàn tính nhưng mà chắc là thời gian cũng không qua. Nói chung là anh thấy cái ít tư vấn tình cửa sổ tình yêu của mình nói chung là rất tuyệt vời đấy, nó hơn so với các cái năm khác thì anh thấy rằng đợt này cái trình độ là tư vấn tất cả các thứ là rất là tuyệt vời, rất là hay. Là bác sĩ Hải, anh nghĩ là em ngoài cái chuyên môn ra nhưng mà em phải nói là nắm vững nhiều khi này, kể cả giải thích cái chương trình này bí tắc trong cuộc sống cho mọi người, anh thấy nó cũng có những cái trình độ và có nghiệp vụ chuyên môn cao đấy nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của anh và sự yêu quý của anh dành cho chương trình Cửa Sổ Tình Yêu cũng như là từng thành viên tham gia chương trình. Đình Văn nhiều khi rất là hay đấy. Thế nhưng mà anh nên nghe theo lời bác sĩ là nên dành thời gian để đi khám tổng thể. Và yêu cầu là bây giờ ở lứa tuổi mình là hơn 60 rồi thì một năm anh vẫn phải đi khám tổng thể toàn bộ sức khỏe của mình một lần nhá. Xin chào anh. Chúc anh có sức khỏe thật tốt. Chúc các chú mạnh khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Em chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Chồng em nó ổng ngoại tình mà qua điện thoại như kiểu ngoại tình qua mạng á. Mà khoảng gần 3 năm rồi. Như bây giờ như ổng muốn trở quay lại mà đã ly thân ổng ở riêng. Mà đã giờ ổng muốn quay lại mà không biết mình chương trình cho lời khuyên có nên quay lại không? Tức là hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình 51, ổng 53. Rồi, thế hai vợ chồng ly thân nhau bao nhiêu năm rồi ạ? Chắc khoảng hơn năm. Hơn năm nay sống trong cùng một nhà không? Lúc trước thì ở chung nhà, giờ ổng dặn ổng về nhà, ổng về ở luôn. Rồi, thế chị có nói rằng anh ý ngoại tình 3 năm nay là có về chung sống với cái người phụ nữ kia không? Không có chung sống, cũng như giờ qua điện thoại không à. Mình biết là đi làm về, vẫn đi về bình thường. Chỉ có điện thoại thôi. Chị kia thì ở tận đâu? Nghe nói là lúc có cãi giả nha qua lại thì ổng vẫn nói là ổng đi Mỹ sống. Tức là ngoại tình với cái bà bên Mỹ mà ngoại tình qua điện thoại, qua mạng thôi đúng không? Dạ dạ. Rồi thế mà vẫn về là ly thân vợ một năm nay đúng không? Bây giờ thì ông ấy muốn quay về nhà với chị đúng không? Như giờ ông ý ông muốn quay mà mình có nên quay lại không hay là cho ông? Rồi thế là thế thì con cái thì đang ở với ai? Con thì ở với mình, nhà thì để cho mình ở. Có một đứa con nè. Con rồi, nó lớn rồi, nó 27 tuổi rồi. Rồi, thế lên chức ông bà nội, ông bà ngoại chưa? Lên nội rồi, có cho nội 2 tuổi luôn. Thế à, thế là mình đang ở với cả vợ chồng thằng cả đấy à?
Dạ dạ chỉ có một thằng thôi. À có một thằng thôi. Thế còn dạ. Ông nội thì, thế ông nội hàng tháng là ông có về thăm cháu nội không? Ông nội hàng tháng thì như lâu lâu á, đi qua đi lại á, thì có ghé là thăm mà không có vô nhà. Đứng kêu ngoài rồi kêu cháu nội ra hà chứ không có ở nhà. Rồi. Thế là tóm lại hai vợ chồng là một năm nay là không liên lạc gì với nhau à? À liên lạc thì lâu lâu thì cũng có thấy mặt nhau đi lại tại thăm cháu đi qua đi lại đó thấy. Ừ. Có nói chuyện gì không? Không nói chuyện nhau, không có nói chuyện được. À thế làm sao mà ông biết muốn quay về? Thí dụ như thằng như một lúc sau này nè. Ừ. Hồi đó thì không nói chuyện mà bây giờ nè mới gần đây thôi là thấy là cái mồi như muốn quay về. Ừ, rồi, tức là qua thái độ thì mình phát hiện ra điều đó đúng không? Dạ dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Sóc Trăng. Dạ, em chào anh ạ. Mình có nghe Cửa Sổ Tình Yêu bao giờ không? Dạ có, dạ có nghe nhiều. Thế hả? Dạ. Mình thì 51, ông xã bao nhiêu? Ông 53. À, 53. Dạ. Cách đây hơn một năm ông ấy bỏ nhà ra đi thì ông có tuyên bố gì không? Rằng là tôi đi tôi sẽ lấy người khác hay tôi đi đâu đó gì không, hay là sau một hồi cãi vã rồi ông ấy xách túi ra đi? Ổng không có tiên cũng như cãi qua cãi lại cái ổng mới nói là tôi đi Mỹ sống, tôi không có ở đây nữa, giao cho mẹ con bà làm gì làm. Thế hay vậy đó. Dạ. Thì mình nghĩ là đi Mỹ rồi là quen Mỹ chứ ở đây là từ đó giờ chưa thấy. Trời là ơi, cứ làm như là chắc là Mỹ Tho ấy. Nhà mình ở, dạ. Nhà mình ở Sóc Trăng chắc ông ấy quen với bà ở Mỹ Tho. Đúng dạ. Không? Dạ. Trời vậy em cũng tức á, ổng là cán bộ công chức mà ổng vậy em mới tức. Cán bộ công chức luôn á. Ồ, cán bộ công chức nghĩa là anh vẫn đang đi làm cơ quan đúng không? Dạ, làm cơ quan bình thường luôn á. Thế sao ông bỏ ra ngoài? Ông ấy bỏ ra ngoài ông sống ở đâu hơn một năm nay là mình cũng không biết đúng không? Không biết, ổng sống con nhà trai ông có biết không? Nhà cha mẹ ruột ổng, không về cha mẹ ruột ổng. Trời ơi, về nhà cha mẹ ruột chứ không phải bỏ đi. Rồi, ly thân. Đó. Ly thân thôi. Dạ, ly thân. Trước đây yêu nhau không? Dạ có. Ông ấy khỏe không? Khỏe. Bây giờ trông người ngợm có còn được không? Cũng còn được. Trước lúc rằn rỗi vợ chồng có còn giao lưu vui vẻ không? À, cũng có lúc mà gần đi á là mấy không còn thôi chứ lúc trước thì bình thường. Lúc trước tức là lúc ông đi về nhà nội rồi thì thôi chứ còn trước là vẫn bình thường đúng không? Dạ. Thì cũng như lâu lâu rồi thấy điện thoại như điện thoại qua mạng mà nằm ngủ mà không ngủ mà 12 giờ đêm mà điện thoại hoài rồi mình mới nói, em mới nói rồi xong ổng mới nói bạn bè bình thường. Bình thường mà thấy làm nhạc với vợ con lắm. Thôi cứ cho rằng thế này đi. Dạ. Đến cái tuổi ngoài 50 thì người ta cứ có một phút sao lòng ấm ớ tí. Có thể lên trên mạng quen với một cô bạn, có thể là cô người yêu cũ đời đầu lúc 18 tuổi. Nhưng cô đó dạ. Theo ba má cô ấy sang định cư ở bên Mỹ rồi. Thế nhưng sau này dạ. Gần đây nếu mới có Zalo, mới có Facebook, bắt đầu với kết nối tìm lại nhau. Chắc cũng trò chuyện là anh khổ lắm, anh sống với cái con mụ 51 tuổi mà nó khó tính. Bên kia nói là ước gì mà em đón được anh sang bên Cali này để chúng ta sống với nhau. Hoặc là có thể chẳng phải cái cô đó mà quen được với một người phụ nữ nào đó ở đâu đó. Hiện nay cái chuyện là kết bạn qua mạng. Thế rồi đầu tiên thì trò chuyện, sau đấy thân mật rồi gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Thì cũng nó cũng khá phổ biến. Có thể ông xã mình rơi vào một trong những tình huống như vậy. Thế và cứ nghĩ rất đơn giản rằng là bỏ cửa bỏ nhà đi ra để xem kiểm tra lại mà xem mình thấy mình có thể bỏ vợ con được không để đi đến với người kia không. Nhưng mà rồi hơn một năm nay cứ đi về lủi thủi một mình. Mỹ thì không thấy cô ấy đón, mà có cái bà ở Mỹ Tho thì bà ấy cũng bắt đầu nhạt rồi. Thành ra cảm thấy ồ thế không đâu bằng vợ con của mình đã chung sống với nhau hai mấy năm. Hiện nay đã có con, có cháu, có nhà, có cửa, tội gì mình bỏ đi đâu. Và con người ta bây giờ đến lúc là muốn quay đầu là bờ. Tất cả cái này bây giờ quyết định là ở mình đấy. Mình ngẫm xem mình có còn tình cảm không.
rồi cái lỗi của ông nó quá lớn đến mức độ mà mình không thể bỏ được không? Chẳng hạn như trong thời gian qua ông đi chung sống với một cô này, rồi về nhà gây sự với mình này, đánh đập mình, bạo lực với mình này, xong rồi lấy cả tiền bạc của gia đình đi để nuôi một cái cô nào đó, mà nay bị cái cô đó bỏ rồi ông ấy trắng tay thì nó khác. Còn kia là rút về nhà bố mẹ đẻ ở, rồi cũng không phải là gây sự gì, vẫn đến thăm con thăm cháu. Mình xem sao, mình có đủ gọi là bao dung độ lượng không, thì mình gật đầu đi, cho ông một cơ hội, cho mình một cơ hội. Tất nhiên giận lắm, nhưng mà thật ra nếu mà để gọi là cái lỗi lớn, em cũng định á, thí dụ như ổng đi như vậy là em giận em bỏ luôn, em không muốn quay lại. Mà bây giờ thấy như con người ta nó hốc hác, nhìn thấy mình tội bỏ không đành. Giờ này ông ấy gầy yếu, ông hốc hác đúng không? Dạ, cũng như là đi cũng hốc hác hơn trước, hơn ở nhà mình nhiều, rồi nhìn thấy tội người thấy đấy. Phụ nữ bao giờ cũng thế đấy, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Người ta làm cho mình tổn thương thì mình cũng bỏ qua, nay muốn quay đầu thì vẫn cho quay đầu. Nhưng nếu giả sử có đồng ý cho ông quay về thì yêu cầu ông đi khám sức khỏe tổng thể nhé. Bởi vì trong hơn một năm ông ấy sống ở bên ngoài ấy, không biết là ông đã đi những đâu, làm những gì, quan hệ với những ai. Cái hốc hác kia có phải là đói khổ hay là thương nhớ vợ con mà hốc hác, hay là biểu hiện của một cái bệnh gì đó nhé. Cho quay trở lại chứ không phải là vì vui quá mà ôm lấy nhau rồi tít mít luôn. Đi kiểm tra sức khỏe đi, kể cả về sức khỏe sinh sản ấy, xem có bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không nhé. Mình đón một người về nhưng không có nghĩa là mình lại nối lại như xưa. Về ở để có vợ, có chồng, có con thôi. Thế còn để mà kết nối lại tình cảm vợ chồng nó bùng cháy như trước đây thì phải yêu cầu kiểm tra sức khỏe nhé. Mình chỉ vui vẻ với ông khi biết ông là người thật sự an toàn nhé. Dạ dạ. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào chị nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên ạ. Alo, em xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Chị năm nay nhiều tuổi chưa ạ? Dạ, em năm nay 60 ạ. À, 60. Rồi, chị băn khoăn điều gì đấy? Dạ, thưa chương trình là em có câu chuyện thế này. Em có cô con gái năm nay 23 tuổi. Rồi. Nhưng mà cháu cũng kết hôn được hơn một năm nay. Vâng. Nhưng mà trong lúc cháu kết hôn được 6 tháng thì cháu có gọi là có bầu. Rồi. Nhưng mà nó chậm kinh, mất mấy ngày, xong rồi thì sau đó thì nó cứ rong. Vâng. Xong rồi đi nó test, nó thử lấy thì là hai vạch, đi mua que thử về thì hai vạch, nhưng mà trong đó là cháu cứ đau bụng, rồi là cháu cứ rong kinh. Rồi. Thế nên lúc một ngày nào đó thì bắt đầu là lúc rong lúc không, thế là nó mới lại ục ra một cái, nó bảo là em lại không có nhà, cháu mãi miền Nam cơ. Vâng. Thế là nó bảo là ra một cái cục thì nó gọi là nó cứ dai dai mà như là cái cục thịt ấy. Dạ. Thế thì em cứ bảo hay là đấy là nó xảy ra rồi. Rồi. Xong rồi thì sau đó thì về nhà cháu cứ xanh sao cháu rong. Thế là về ngoài Bắc lại thì bắt đầu là độ gần một tháng nó về thì em đưa lên phụ sản Hà Nội là người ta khám, người ta mổ cấp cứu ngay bác sĩ ạ. Thế à? Mổ ngay là bảo là cháu bị sửa ngoài dạ con. À. Thế trong đó là cắt của cháu mất một bên vòi trứng. Rồi. Mổ cấp cứu ở phụ sản đấy. Thì bây giờ em băn khoăn là cháu nó như thế mà sau này cháu có sinh con tự nhiên được không ạ? Thế rồi thì nào? Cháu có dễ có thai nữa không? Rồi. Em hỏi thế mà cháu mấy giờ mới lần đầu. Sau cái đợt mổ cấp cứu đến nay là bao nhiêu tháng rồi chị? Cháu thì cháu mổ từ tháng 9 năm ngoái. Rồi, tức là khoảng... năm ngoái, nhưng mà cháu cưới năm ngoái, cháu cưới tháng 10. Thì đến vừa rồi thì ở 6 tháng thì chồng cháu lại đi vắng 6 tháng này rồi. À, rồi. Thế nên là cái nguy cơ có thai tiếp theo là cũng không có đúng không ạ? Vâng, thì cháu ở nhà thì vợ chồng ở cùng nhau 6 tháng. Thế xong rồi, rồi chồng nó mới đi xa. Được 6 tháng nữa, vâng. Thế là chồng đi đến bao giờ về? Chồng có đi sang nước ngoài, thế xong là chồng có đi nước ngoài. Vâng, đi xuất khẩu lao động à? Vâng, đi xuất khẩu lao động, nhưng mà nó bảo là rồi nó để nó làm giấy tờ cho vợ nó cũng đi. Thế thì em cũng không biết là thế nào. Vâng. Thì em cứ lo là sức khỏe sinh sản của cháu sau này. Bây giờ con thì đang ở cùng chị đúng không? Hay là... Cháu giờ nó đang ở cùng với em. Rồi, vâng. Rồi, thế là có mẹ có con thì chăm sóc sức khỏe nhau là cũng tốt hơn.
cái biểu hiện của cái trở ngoài dạ con như chị nói và đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời rồi. Và sau khi xử lý, tức là sẽ cắt một bên vòi trứng, đâm ra là cái nguy cơ khả năng có con chắc là nó chỉ còn 50% thôi, đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Và bây giờ thì tất cả những băn khoăn thắc mắc của chị sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải trả lời nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Vâng, mình cũng rất là lo đúng không? Nó lại là con gái nữa mà lại... Cháu con gái, cháu lại lần đầu. Lần đầu nữa, vâng. Thế mà nhưng thôi thế cũng là rất là may rồi ạ. Con may là con được mổ kịp thời cho nên là nó an toàn tới tính mạng cho con. Đấy là cái đầu tiên. Vâng. Chứ nhiều trường hợp mà để muộn quá nó gây viêm phúc mạc hoặc là nó gây chảy máu cấp ở trong ổ bụng thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa cơ. Đấy, vì thế mà thôi con như thế cũng là may rồi. Thế với lại cái vấn đề thứ hai á, thì mình cũng cứ động viên con. Thứ nhất là bây giờ may quá chồng nó cũng đi vắng thì nó cũng chưa thể có thai ngay được. Và đấy cũng là cái điều kiện rất là thuận lợi. Thì mình chăm sóc sức khỏe cho con, cho nó ổn định về mặt tinh thần, cho nó ổn định về mặt thể chất nhá. Cho nó yên tâm. Và nếu mà để có thai tự nhiên ý, thì con vẫn còn 50%. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái buồng trứng ở cái vòi trứng, buồng trứng ở bên mà không bị vỡ mà không phải cắt đi ạ, nó vẫn hoạt động bình thường thì con vẫn có thể có thai được. Tuy nhiên thì nó không thể cao, cái khả năng có thai tự nhiên nó không cao như là khi mà cái vòi trứng hai bên vẫn còn. Vì thế là trước khi mà con quyết định có thai lần này ấy, hoặc là trước khi chồng về hoặc là trước khi đi sang bên kia với chồng ấy, thì mẹ cũng cùng với con đi khám lại ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhé. Các bác sĩ sẽ kiểm tra xem là cái buồng trứng của con như thế nào. Tức là cái buồng trứng, đặc biệt là cái buồng trứng ở bên mà con lành ấy, cái bên mà con không bị cắt ấy nhé. Rồi kiểm tra xem là cái vòi trứng của con nó có tốt không, kiểm tra sâu một chút. Ví dụ như là phải kiểm tra xem, người ta sẽ có những cái kỹ thuật chuyên sâu một chút để người ta kiểm tra xem là cái vòi trứng ở bên đấy nó có tốt không, nó có thông thoát không, nó có mềm mại không, để rồi cái tử cung của con như thế nào, niêm mạc tử cung ra làm sao. Tất cả những cái đấy nó sẽ tiên lượng được cái khả năng mà con có thai bình thường hay không nhá. Người ta còn kiểm tra xem là nội tiết của con như thế nào nữa, thì lúc đấy sẽ quyết định tới cái việc là có thể có thai tự nhiên hay không. Thế còn trong trường hợp mà nó không may mà nó lại có vấn đề chẳng hạn, hay nói cách khác là những cái nguy cơ đe dọa có thể đến bị lần hai chẳng hạn, có rất nhiều trường hợp là sau đấy lại có thể bị tái phát và bị nốt cái vòi bên kia, cũng có trường hợp như thế. Thế cho nên là mình phải đi khám xét thật kỹ trước khi mình quyết định có thai lần sau. Thế còn tôi nghĩ là trong trường hợp mà nó có vấn đề gì đấy khó khăn thì mình có thể can thiệp hỗ trợ sinh sản, bây giờ cũng tốt mà chị. Thì mình có thể chủ động thực hiện các cái biện pháp liên quan tới hỗ trợ sinh sản tùy theo cái khả năng của con. Các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình xem là hỗ trợ mức độ như thế nào, tình trạng mức độ ở cái phương pháp nào để có thể tốt nhất cho con nhé. Mình cũng không lo quá. Thế là thế em cũng băn khoăn, em chỉ lo là lần hai ấy nó sợ là nó lại như thế thì lo thế. Quá bác sĩ ạ. Ai cũng lo. Thế nhưng mà đấy, bây giờ thì rất may là ở Hưng Yên thì nó cũng rất là tiện ý. Chị cho con lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội này, Phụ sản Trung ương, những bệnh viện lớn, người ta sẽ có nhiều phương pháp, phương tiện người ta kiểm tra cho con thì mình sẽ yên tâm hơn chị ạ. Rồi, chị đã nghe rõ chưa và chị hiểu vấn đề chưa? Em hiểu rồi, em cảm ơn chương trình lắm lâu nhá. Xin chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo Thái Bình đâu ạ? Dạ em chào Thành Văn nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, năm nay em 49 tuổi rồi. Vâng. Đây là 2 cháu thì cũng lớn, một cháu là 25, một cháu là 22. Thế à? Vợ thì nó cắt đơn phương 5 năm nay rồi. Sao? Vợ làm sao? Vợ ấy. Thì làm sao? Vợ nó cắt đơn phương ấy, cắt ly hôn ấy. À, ly hôn đơn phương. À vâng. 5 năm nay rồi. 5 năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ này có, sau khi mà cắt thì được khoảng độ 2 tháng thì có cái bà thím bên đằng vợ đấy. Ừ, bà thím bên đằng vợ. Bà kết nối với em.
Rồi. Ừ, nhà đúng cà phê mà cái tình cảm này đến xa quá. Thì bà thím là bỏ chồng chưa? Những người hai vợ chồng hay là chồng nhận nên bỏ nhau đâu rồi? Rồi. Thì tóm lại là cũng chả họ hàng gì với vợ mình đúng không? Không hòa gì cả, bà cứ ở bên vợ thì đâm ra cũng rủ đi uống cà phê là bà ấy điện cho em thì em cũng đi, hai cứ chỗ này nhau đi. Thế sâu sắc đến mức nào rồi? Bây giờ em ăn ngủ với còn bây giờ thím là thay thành em rồi. Rồi, thế tóm lại là ăn ngủ với thím của vợ đúng không? Thế là gọi bằng gì? Gọi thím ơi à? Thế là... Không, giờ này chuyển đổi không phải thím nữa rồi. Thế à, em ơi à? Thế thím em bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi em. 49 à? 49. Rồi. Thế thì tôi hỏi một chút, tức là vợ đã ly hôn anh rồi, thế bây giờ vợ thì ở đâu? Gia đình vợ thì cách đây khoảng một cây thôi anh ạ. À. Tức là ly hôn thì là bà ấy về nhà bà ấy ở à? Vâng, về nhà bà ấy ở. Thế còn ba bố con ở với nhau à? Hay là hai con ở với mẹ? Không, con trai là bà thì người ta phân xử là con trai ở với nhà, còn con gái thì mình nhìn nó để ý của nó ở với mẹ nó. Rồi, thế tóm lại hai bố con, đàn ông ở với nhau đúng một nhà đúng không? Còn hai mẹ con nó thì ở bên nhà ông bà ngoại đúng không? Vâng, vâng. Thỉnh thoảng hai bên có giao lưu không? Bây giờ nó lại đang đại học y ở trên Hà Nội. Rồi, thế là cái bà vợ cũ của mình có ai không nhỉ? Bà vợ cũ của em mà sau khi bỏ được một tuần thì là có người thứ ba xuất hiện nhưng mà cuối cùng cũng không lấy được nhau. Ừ, tóm lại người ta cũng có mối trước rồi đúng không? Vâng, nên năm ngoái thì cũng xin là gọi về với em nhưng em không chấp nhận. À, đấy. Lại có xin về nữa rồi. Ngoài là xin một bộ về đem đây nói chuyện với em nhưng mà em không chấp nhận. Thế à? Đấy, do là tính của em là nhiều khác vì em bộ đội về hưu mà anh. Rồi, thế cái bà thím kia quan hệ được bao nhiêu lâu nay rồi? Anh với em ăn ngủ nhau năm nay là năm 4 năm. 4 năm rồi? Bỏ vợ 5 năm, 4 năm ngủ với thím vợ rồi đúng không? Dạ. Rồi. Bỏ sau khi 2 tháng ấy là bà kết hợp với bà ấy điện cho em trước. Thôi cứ đổ lỗi cho người ta, mình nhiều khi mình nhấm nháy chứ người ta mới theo mình. Hoặc là em mình... thì nói chung là em cũng biết nói chuyện cũng có cái hay của nó. Thế còn gì nữa, cũng giỏi tán cơ. Thì em nhờ các anh tư vấn cho em thì có được không? Bây giờ là muốn là đi đến xa hơn với cái bà thím của vợ ấy. Lấy nhau về làm vợ chồng đấy. Rồi, bởi vì là hiện tại thì cái bà thím ấy cũng bỏ cái ông cậu của vợ rồi đúng không? Bỏ rồi, bỏ ông chú ấy. Thế à? À, chú thím đúng rồi. Chú là về em của ông bố vợ ấy. Rồi. Nhưng mà kể ra thì là hai con của mình là gọi cũng khó đấy nhỉ? Ok, cứ gọi ông bà được anh. Hả? Cứ gọi ông bà được. Ôi, thì gọi ông bà cũng được đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Đồng Hương. Em chào anh Đinh Đoàn đấy. Ừ. Này, 49 tuổi mà đã nghỉ hưu hả? Em bộ đội em mới về năm ngoái mà, em mới về năm ngoái. Ừ. Lương hưu khá không? 10 mấy triệu? Em được gần 14 triệu ạ. Ôi dồi, thế à, ăn chả hết đâu nhờ. Ăn thì nó cũng không có nhiều mục tiêu xa nó nhiều. Thế cái thằng cu mà ở với mình ấy nó có vợ chưa? Con này em nó lên 25 ngày, cháu lớn thì cháu chưa lấy vợ. Cháu đang làm ở công ty may Bình Minh ấy. Bình Minh ở dưới thị xã Thái Bình, à thành phố Thái Bình đúng không? Công ty của ông chú luôn mà. À rồi. Thế rồi. Cháu làm bên kế hoạch. Cẩn thận không rồi là nó cưới trước mình cưới sau cũng mệt. Ừ. Em thì em thích cháu cưới vợ từ năm xưa rồi nhưng mà đó. Cháu lại chưa muốn lấy vợ. Bảo là mày có cưới nhanh thì tao còn cưới không đến bao giờ đúng không? Nhưng kiểu này mà cháu nó không lấy trước thì em cũng phải lấy anh ạ. Vì em ở mình 5 năm nay rồi. Đúng rồi thôi. Nói khai thác ban nãy thông tin thì biết rồi. Vợ chồng mình là chia tay đàng hoàng chứ không phải giận dỗi gì. Về mặt pháp luật là không còn là vợ chồng. Cái bà thím kia cũng bỏ chồng, chú thím cũng chia tay nhau ra tòa. Về mặt máu mủ ruột già thì chẳng có họ hàng hang hốc gì đúng không? Thứ hai là về mặt luật pháp thì cả bây giờ là trai chưa vợ mà gái chưa chồng. Trước đây trong mối quan hệ gia đình thì gọi bằng thím vợ. Nhưng bây giờ vợ cũng chẳng còn và kia thì cũng chẳng có là thím nữa. Vì còn lấy ông chú nữa đâu mà gọi bằng thím. Cho nên là đổi tình thành tình nhân rồi. Về mặt luật pháp không có vấn đề gì cả nhá. Mình hoàn toàn có quyền đến với thím và nó chỉ có một chút xíu khó khăn là cái chuyện xưng hô thôi, thì nhưng mà ban nãy mình đã tìm được giải pháp rồi đấy. Cứ như Tây cái tất cả nó gọi bằng yêu đúng không? Mình thì cứ thôi ông bà cũng không có vấn đề gì. Bà thím như mình trông còn ngon lắm, trông còn tất nhiên phải ngon thì anh mới nhấm nháy chứ còn nếu không thì mình nếu mà lại rồi.
xác định là nương tự. À, bên bên nhà thím con cái lớn chưa? Cũng được một đứa con 27 tuổi lấy vợ rồi. À, lấy vợ rồi, bà nội mới nữa không ở cùng nhà, nó lại mua nhà với xúc nữa. Ừ, tức là bà kia thì ở một mình đúng không? Ở mình một cái nhà hai tầng to ấy. Rồi, thế mình định là sau này đón bà về bên này hay là mình sang ở đấy ở với bà, còn nhà bên này để cưới vợ cho con? Anh em bên đoàn mình không phải khoe, anh em hai căn nhà kìa. Úi giời, thôi thôi, thế là khoe rồi còn gì nữa. Em khoe, em hai căn, em vẫn đưa cháu một cái căn ở ngoài mặt quốc lộ 10 đấy. Nói được tốt, nói vui thôi, chúc mừng anh. Thứ nhất là về mặt luật pháp không vấn đề gì. Hai nữa là mình cũng cứ sống làm việc theo pháp luật đã. Còn tất cả chuyện gọi gặm, anh mà lấy cái chị mà nguyên là thím ấy, chắc chắn cũng sẽ có lời ra lời vào. Nhưng người ta bảo là bịt được miệng chung miệng vải, chứ ai bịt được miệng thiên hạ. Kệ người ta, việc mình làm. Đấy, đúng không? Mình không chả phải loạn luân, chả vi phạm pháp luật gì thì có vấn đề gì đâu. Thế mà đặc biệt thì mình cũng có những trường hợp là chỉ cặp bồ, nhưng mà mình ở đây là người đàng hoàng. Mình không muốn rằng là cứ thậm thụt với nhau ở tuổi này rồi mà để người ta chỉ trỏ xì xèo là cái ông này bây giờ thấy hình như hay đi đến nhà bà kia, hình như còn ngủ với nhau, mệt lắm đúng không? Mình đi bước nữa đàng hoàng, tốt, không có vấn đề gì. Thì đi cũng nói thật với anh Đoàn này cũng xa rồi, đi sâu lắm. Ừ. Thôi bây giờ thế này, bàn với bà ấy, một là đám cưới đàng hoàng linh đình, mình không vi phạm pháp luật gì để cho mọi người biết là mình tử tế, sau này có dắt tay nhau đi. Em làm khoảng 25-30 mâm. Rồi bao nhiêu mâm thì tùy. Nhưng mà phải làm đàng hoàng đăng ký kết hôn. Đấy, cái việc thứ hai là... Vẫn cái tử tế. Cái thứ hai là bàn bạc với nhau xem là ở bên nào, hoặc là cứ ở bên này một thời gian, bên kia một thời gian. Thứ ba là bàn nhau là có nên đẻ nữa không, bởi vì bà cũng 49 rồi, mình thì ok, không sao đâu. Em bàn nhau là không sinh con đâu anh ạ. Tốt. Hai bên đẻ có con rồi. Đúng rồi, con có rồi, sắp tới bên này cũng sắp có cháu, sắp có dâu, bên kia thì sắp có cháu nội. Có cháu rồi. Ừ, thế là thôi ông bà dành sống với nhau, chăm sóc thì nhau. Với nhau cái cuộc đời còn lại cho nó vui anh ạ. Ừ, bà kia có là cán bộ nghỉ hưu hay là có vất vả không? Cái bà kia thì có tiền bà gửi ngân hàng ấy, tầm đôi ba tỷ. Ôi thôi, cũng được. Bà... không, không, mình không phải là trông cái tỷ của bà, nhưng mà ít nhất là... Em không nghĩ về tiền đâu. Đúng rồi, vì mình cũng chẳng thiếu gì. Cái cơ bản nhất là không phải là bây giờ chẳng hạn như mình thì có lương hưu, mình ngồi đấy xong chị thì vẫn phải đi trồng ngô, trồng lúa, rồi nó cũng vất vả thì nó cũng khó khăn. Nhưng mà như trường hợp của chị thì tốt rồi, hai ông bà dành thời gian chăm sóc nhau, đi chơi đây rồi đó, góp gạo thử cơm chung. Đúng rồi. Tôi tính nhá, anh có hai cái nhà thì xong lương hưu 14 triệu một tháng, bên còn chị ý mấy thì là có cái nhà hai tầng to vật cộng với đôi ba tỷ gửi ngân hàng. Thế đâm ra hai ông bà mà cứ lấy tiền nhau góp lại rồi có khi là đi du lịch quanh năm đấy nhỉ. Không hết đâu. Rồi đưa bà Thiến đi du lịch 3-4 năm rồi. Rồi cưới sao? Thôi nhưng mà đừng bắt đi xuyên Việt đi khoảng 10 mấy ngày như vậy. Thôi nhưng mà bây giờ nốt lần này là gọi bằng Thiến nhá, từ nay giờ đi không gọi nữa. Ông cứ quen mồm là bảo hôm nay là tôi kết hôn cùng với Thiến vợ thì chết nhá. Trang đi một bằng em rồi. Rồi rồi. Cưới xong xong đi tuần trăng mật xong về chuẩn bị bế cháu và đón một cuộc sống mới nhé, giữ gìn sức khỏe. Chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Nhé, chúc anh các chị trong ban biên tập thật mạnh khỏe, thật nhiều sức khỏe đấy. Rồi và hy vọng là anh sẽ là khán thính giả thường xuyên của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu chúng tôi nhé. Xin chào anh. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng. Đăng ký anh đâu rồi, nhưng mà thời gian này em mới đi du lịch và em mới đăng ký em cách đây tuần trước. Thế rồi, rất là cảm ơn anh. Dạ, dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Điện Biên. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Điện Biên ạ. À vâng, vâng tôi đây ạ. Xin dạ vâng. Chào trung tâm tư vấn ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì vậy? Câu hỏi của tôi là ông xã... sao là từ cả hai vợ chồng mấy năm nay là cái chuyện ấy không ai ý kiến gì cả. Chúng tôi theo dõi trên cái chương trình này rất là lâu rồi, 3 năm rồi, nên là thấy mọi người cũng hỏi chuyện thầm kín thì thôi hôm nay cũng mạnh dạn hỏi bên chuyên gia tư vấn giúp ạ.
Dạ vâng, thế chị có thể trình bày nội dung cụ thể cái câu hỏi của chị được không? Dạ, nội dung cụ thể là cũng hỏi trung tâm tư vấn là ví dụ hay là ảnh hưởng cái bệnh huyết áp cao là một, hay là rồi, cái bệnh hút nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện đấy ạ? Rồi, thế là năm nay hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay anh 64 ạ. Thế còn chị? Vâng, em 58 ạ. À, 58, 64. Thế là ông ấy lại vừa cao huyết áp, lại vừa tiểu đường, vừa mỡ máu, lại vừa gút nữa cả. Tiểu đường thì anh ấy không. Ừ. Nhưng mà mỡ máu thì cũng có. Rồi. Chuyện thế chị trai thì... to, trai bé cũng có. Cái gì to, cái gì bé? Là tức là trai trai 50, trai 65 đều có cả. À, tức là rượu chè thì ông lại còn là cao huyết áp mà vẫn uống rượu á? Vâng, vẫn uống rượu, nhưng anh uống thì là nó huyết áp nó xuống, còn không uống thì huyết áp nó lại tăng. Tôi xin chị, chẳng có ai uống rượu mà lại huyết áp xuống thì còn không uống thì huyết áp lên. Không, như là rượu là thuốc không bằng. Còn lạ đời, bác sĩ bảo lạ đời, anh này số độc đắc có 102 ạ. À. Rồi, nói vậy biết vậy. Thế chị có bệnh gì không? À, em thì không ạ, em thì chỉ năm 2017 thì em chết hụt, chết lâm sàng. Thế à? Chết từ lúc 12 rưỡi mà đến 4 giờ em tỉnh, từ năm ấy giờ em quên luôn cái chuyện đấy. Coi như là em... À, cũng không có nhu cầu nữa không đúng không? Không để ý, vâng. Đợt đi chết là chết hụt là vì làm sao đấy? Chết hụt là vì là lúc giờ em bị phòng địa đệm, đi đánh bóng chuyền phòng địa đệm xong về châm cứu thì kiểu người ta vượng châm ấy. Ừ. Thế nên làm ra là... Châm nhầm đúng không? Châm nhầm huyệt. Đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Rồi. Thế bây giờ còn đánh bóng chuyền nữa không đấy? Dạ, giờ em cũng có nhưng mà bận cháu nhỏ thì không đi đánh được thì ở nhà tập thể dục. Nghe chị kể thì chắc là người chị rất là đẹp, dáng rất là đẹp đúng không? Anh khéo nghe tiếng đấy. Bởi vì tham gia thể thao mà thể thao như thế là cũng mạnh đấy. Thì là nó sẽ tạo được cái dáng cơ thể đẹp. Nhưng mà cũng là cái điều mà chúng ta phải cân nhắc khi mà mình có tuổi rồi, cũng phải lựa chọn cái món thể thao nào nó phù hợp thôi nhá. Vâng. Rồi, thế còn cái ông kia thì là thưa một tháng ông được mấy lần? Không, chúng em chả ý kiến đâu. Mà em với anh cứ như hai người đàn ông mà có khi đến nửa năm cũng được, hay một năm cũng được, không sao. Rồi, thế bây giờ thành hai thằng bạn trai ngủ với nhau thôi đúng không? Không, em ngủ riêng ngay từ năm 2017 rồi. À, lại còn ngủ riêng à? Rồi. Vâng, hai vợ chồng chả ý kiến gì. Rồi, thế là bây giờ có khi nào ông thò sang ông ngó ngoáy gì không? Ông có ngó ngoáy, ông có hỏi đến thì có vần nó cũng chẳng lên. Không vần thì nó cần, vần có khi nó ngủ luôn. Rồi, ở cái tuổi 63 như thế thì cũng rất là với những người mà nhiều bệnh về rối loạn chuyển hóa như vậy thì cái chuyện ý nó có khi là cũng sẽ ảnh hưởng. Và sự ảnh hưởng nó diễn ra như thế nào thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Mời chị Hải ạ. Vâng, chị ơi, chào chị ạ. Vâng, em chào chị. Vâng. À, chị có nói là năm nay chị 58 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, mà anh nhà thì 64. Vâng. Vâng. Thế chị được lên chức bà nội rồi à? Ô, em lên bà nội bà ngoại lâu rồi. À, cháu ngoại em năm nay đã 18 rồi, chuẩn bị ra trường rồi. Vâng. Thế ạ, vâng. Vâng. Tại, tôi nói thế là bởi vì chị với tôi bằng tuổi nhau mà chị được lên chức bà ngoại sớm quá. Vâng. Vâng. Đâm ra là bây giờ cuộc sống của chị cũng có rất nhiều điều niềm vui đúng không? Vâng. Chị, ban nãy chị có nói với anh Văn là chị cũng chơi bóng chuyền, bây giờ còn chơi được không chị? Bóng chuyền hơi à? Vâng, em chơi bóng chuyền hơi mà. Vâng. Rồi là đi múa hát giao lưu dân sinh ở trong thôn. Vâng. Đúng rồi, vâng. Tất cả những cái đấy rất là tốt chị ạ. Nhưng, nhưng mà một cái như anh Văn anh đã nói với chị đấy ạ. Mình phải biết lượng sức mình nhá. Mình chơi môn gì cũng được, mình tham gia hoạt động gì cũng vui. Thứ nhất là về mặt tinh thần, quan trọng nhất là về mặt tinh thần. Thứ hai là nó cũng cải thiện rất nhiều sức khỏe. Tuy nhiên thì mình cũng không thể chủ quan. Và mình phải, nhất là những cái bệnh mà liên quan tới xương khớp, liên quan tới khớp gối, liên quan tới đĩa đệm, liên quan tới cột sống là mình phải rất là thận trọng. Rồi, nếu mà mình sai tư thế một chút hoặc là mình có những cái hành động nó không phù hợp thì những cái biến chứng của nó cũng khá là nguy hiểm, nhất là ở tuổi như chị. Và bây giờ thì lại có thể mình sau mãn kinh mình còn thêm cái loãng xương nữa chị ạ.
Vâng, vì vậy nên này giờ em lại đạp xe đạp. Vâng, đạp xe đạp. Vâng, cũng nhẹ nhàng thôi chứ còn... Vâng. Tức là đạp cái xe nhẹ nhàng chứ không phải đạp kiểu thể thao xong mặc bộ bó rồi là đạp cái xe đội mũ rồi chuyên nghiệp đúng không chị? Em thì em đạp thể thao thôi nhưng mà mình không nên dùng những cái ấy kia nữa. Em cứ đạp thể thao sáng khoảng đạp vừa đi vừa về chục cây thôi. Thế ạ, tôi nghĩ là cố gắng đừng có quá sức nhá. Đừng có theo bạn nhiều quá mà phải lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh theo cái sức khỏe của mình mới là quan trọng chị ạ. Vâng. Cái thứ hai nữa là bây giờ thì chị muốn hỏi chúng tôi là cái việc hai vợ chồng như thế thì như thế nào ạ? Em muốn hỏi là em vì thế như thế là có phải nó do là ảnh hưởng các cái thứ bệnh kia nó đem lại như vậy không? Đôi khi vợ chồng bảo là hay là vợ có người để ngoại tình hay là này ấy mà hai vợ chồng thì cứ ở nhà suốt ngày em bảo đi ngoại tình với ai bây giờ mà cái tuổi này thì em không mơ tưởng, cái tuổi này thì em lại không có ý kiến đòi hỏi gì. Vâng ạ. Chồng lại bảo hay là vợ mình còn trẻ hơn mình như thế mà hay là vợ lại có cái vấn đề với người ngoài hay sao mà chả thấy đòi hỏi gì. Nhưng mà đúng từ ngày em bị mất, em bị chết hụt ấy là em không có ý kiến gì cả. Vâng. Chị ơi đúng là so với anh ý thì chị trẻ hơn anh ý thật. Nhưng mà so với tuổi chung của phụ nữ ấy ạ thì mình cũng đã bước vào hội người cao tuổi rồi. Đúng cho nên rồi, là cái ham muốn của mình kể cả bình thường chị không thoát vị địa đệm thì nó cũng thể như trước đây được. Và nó sẽ đi theo xu thế chung cùng với sức khỏe đấy là nó thoái trào. Vì thế mà cái việc mình không có ham muốn gì hay là mình suy giảm cái ham muốn, suy giảm cái nhu cầu kết hợp với cái việc là mình lại có cái bệnh không phải nói là chết hụt đâu ạ. Nhưng những cái bệnh lý liên quan tới cột sống, liên quan tới xương khớp là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều về mình sợ. Mình sợ nó ảnh hưởng. Em đang bị thoát vị địa đệm gần như hết lưng rồi. Vâng, đấy. Cho nên là tôi vẫn khuyến cáo chị thêm là cái việc mình lựa chọn những cái môn thể thao là vô cùng quan trọng để phù hợp. Cái thứ hai là đối với anh ý thì anh ý có một cái tăng huyết áp và tăng huyết áp nó cũng có thể là bệnh lý liên quan tới cái rối loạn cương dương chị ạ. Vâng, đúng rồi. Những cái người mà uống thuốc tăng huyết áp, những cái có những cái bệnh rối loạn chuyển hóa như là hút chẳng hạn thì cũng có thể là nó liên quan tới rối loạn cương dương, nhưng tôi nghĩ rằng trên hết nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống của gia đình anh chị, bởi vì ví dụ nếu chị đòi hỏi rất là nhiều và anh không đáp ứng được thì nó sẽ ảnh hưởng, thì nó mới có vấn đề. Còn bây giờ cả hai chúng ta đều cùng thấy bình thường, thấy vui vẻ và đấy không phải là yếu tố chính quyết định cuộc sống thì tôi cho là cứ thế chị ạ. Vâng, ai cũng có niềm vui của mình, thế là được rồi. Nhưng năm ngoái nhà em này bị viêm tinh hoàn ấy chị. Đấy, anh ấy cũng có rất nhiều những cái bệnh. Và bây giờ thì quan trọng nhất là ông ấy có bệnh gì thì ông phải được khám xét rồi là phải được điều trị kịp thời. Nhưng mà cái lối sống của anh ấy trên nền một bệnh nhân như vậy thì chị cũng phải cùng với anh ấy để chăm sóc sức khỏe tốt cho anh ấy nhá. Chứ bây giờ ông ấy bị tăng huyết áp mà ông lại uống rượu như thế, một ngày nào đấy xấu trời mà ông ấy lại tai biến, ông ấy nằm một chỗ thì lúc đấy mình với một cái cột sống bị thoái hóa như thế mà nâng một cái người bị tai biến, hay nói cách khác là phục vụ một cái người bị tai biến nằm một chỗ thì sẽ vô cùng là vất vả. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Vì thế cho dù là hai ông đàn ông với nhau thì mình cũng phải có cái kế hoạch để chăm sóc sức khỏe, cũng như là theo dõi và đề phòng những cái biến chứng hay là những cái tai biến có thể ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống của anh chị nhé. Vâng. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Vâng, em nghe rõ rồi, em cảm ơn chương trình nhé. Rồi, chúc hai ông bà hạnh phúc nha. Em bây giờ cứ vui vẻ bình thường thôi mà. Quý hóa quá. Chương trình này chắc là mai nhà em lại xem thôi. Rồi, cảm ơn chị. Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Dạ vâng, em xin chào anh Tinh Toàn ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, em muốn hỏi chuyên gia là chồng em muốn phát hiện ra là có con chim ở bên ngoài ấy. Thì em cũng rất là buồn và đau khổ, bây giờ em cũng chưa biết là cách xử lý ra làm sao. Em muốn nhờ chuyên gia cho em biết để cách giải quyết như thế nào để cho nó... Rồi, thế là vợ chồng bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em hôm nay 46 ạ. Rồi, thế chồng? Chồng hôm nay ngoài 50. À, ngoài 50. Thế thì bạn phát hiện ra
chồng của mình có con riêng bên ngoài. Tức là có con riêng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 14 tuổi ạ. 14 tuổi, thế là các bạn lấy nhau được bao nhiêu năm nay? Dạ, hơn 20 năm. Hơn 20 năm đúng không? Tức là anh ta có con riêng trong cái khoảng thời gian mà trong cái thời kỳ hôn nhân với bạn đúng không? Vâng. Rồi thế là hai vợ chồng có bao nhiêu con chính thức với nhau? Dạ có 2 con. À, thế cái đứa con riêng 14 tuổi kia bạn biết là ở đâu chưa? Dạ cũng muốn cách đây khoảng mấy ngày đi. Cháu nó đang ở đâu? Một tháng ạ. Ừ, cháu nó đang ở đâu? Dạ cũng xa, ở mãi trong miền Tây ạ. À, thế tại sao mà bạn biết được? Nói chung là cũng vì là vô tình thôi, nhưng mà thật ra thì đến khi mà biết rồi thì không biết thì cảm thấy không đau, nhưng biết rồi thì tính nó đau, cho nên là em cũng lại càng biết thì càng đi tìm tòi, đi tìm hiểu thì nó lại sự thật nó là đúng như thế. Mà em thì cũng đã nói chuyện với anh xã thì anh xã cũng chấp nhận là không chối mà cũng đã chơi bài ngửa là ừ có như thế đấy, thì bây giờ cô chấp nhận được thì cô chấp nhận. Rồi, thế bây giờ thì bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Vâng, em cũng muốn anh Đinh Đoàn chia sẻ cho em một chút xem bây giờ em nên làm như thế nào. Rồi. Nhờ chuyên gia tư vấn cho em. Bây giờ cháu bé 14 tuổi ấy đang ở với mẹ nó à? Dạ vâng ạ. Chồng của bạn còn duy trì cái mối quan hệ với cô ấy không? Tại vì là cũng thời to cũng cái đường xá nó xa xôi ấy, cho nên là thỉnh thoảng anh đi vào công tác thì anh gần cũng gặp nhau. Bạn có biết cái hoàn cảnh của cô ấy không? Có chồng con thì không? Cô ấy thì năm nay không phải cũng có khoảng 40 thôi. Thì em cũng chỉ biết là cô ấy có một đứa con gái. Là bây giờ hiện tại là đang họ của chồng em. Rồi, thế em bé là gái và 14 tuổi rồi đúng không? Dạ. Và có thể rằng là cô ta đang là mẹ đơn thân đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ xem là cách giải quyết với trường hợp như thế này thế nào cho hợp lý nhất có thể nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi. Xin chào Hải Phòng. Dạ vâng. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh muốn hỏi là ngoài cái vụ việc mà mình phát hiện ra là ông chồng đã từng có quan hệ với một cô gái miền Tây rồi có đứa con riêng 14 năm về trước ấy, thì giả sử như không biết cái vụ này thì cuộc sống của hai vợ chồng mình thế nào? Ông có tử tế đàng hoàng đóng góp tiền nuôi con mẫu mực thủy chung son sắt gì không? Dạ, thật ra thì chồng em là người rất là có trách nhiệm cái con cái vợ con. Cho nên là cái đấy là cái để mà bỏ bọc em không thể phát hiện được ra. Đến khi mà em phát hiện ra thì thật sự bầu trời nó sụp đổ luôn ấy. Được. Thì em không nghĩ rằng chồng anh lại là người như thế. Tập nghĩ chứ đừng có tin tưởng 100% ai cũng có thể thế thế đó. Tóm lại thì bây giờ cuộc sống nhà mình thế nào? Các cháu là bé nhất là bao nhiêu tuổi? Con nhỏ em bé nhất là 12 tuổi. 15 đúng không? 12 ạ. Thế rồi là cả hai còn đi làm, kinh tế ổn định không, khá không? Em thì thật ra em ở nhà nội trợ, còn tất cả kinh tế là do chồng em lo. Từ trước đến giờ đều thế hả? Không, em trước anh cũng đi làm nhưng mà em mới nghỉ khoảng 2 năm nay em ở nhà. Tức là sau đợt Covid thì mình cũng nhân tiện là ở nhà thì cũng nghỉ luôn đúng không? Vâng, do con cái đưa đi trợ. Cái chuyện mà anh ấy có con riêng ấy thì đã ai biết chưa, ngoài mình? Các con biết không? Nội ngoại có ai biết không? Mình đã kể với ai chưa? Có, em có chia sẻ với một chị chồng. Rồi. Thật ra cái chuyện là cách đây 14 năm về trước, một người đàn ông lúc ấy mới có 30 mấy tuổi lại đi công tác nay đây mai đó. Trong lúc xa vợ có thể có quan hệ ngoài luồng với một cô gái nào đó là cái chuyện rất dễ xảy ra. Không phải là phổ biến, phổ cập đại trà nhưng mà rất dễ xảy ra. Và trong lúc quan hệ ấy, người đàn ông cũng không âm mưu là kết hôn với cái cô kia và cũng chẳng hy vọng rằng cô ta có con. Thật sự là nó là cái, xin lỗi, là một vụ việc thôi. Quan hệ ngoài luồng vậy thôi.
Thế thì có thể rằng là người chồng mình cũng không hề có tình cảm yêu thương, bởi vì quen nhau đôi ba ngày xong rồi gặp nhau ở quán cà phê, thấy cô xinh xinh, nhắn tin làm quen, xong đến ngày thứ ba thì gặp nhau rồi đi có quan hệ chẳng hạn. Và sau đấy thì anh ấy đi công tác, anh ấy trở về địa phương, anh ấy cũng không biết rằng là mình có đứa con. Cho đến lúc mà cô kia có con rồi có thể thông báo là em vừa sinh cháu con anh ấy, thậm chí gần đây cô ấy mới thông báo chẳng hạn. Nó tùy hoàn cảnh của cô ấy. Thì ý muốn nói là thế này này, cái việc là chồng mình với cái cô kia đấy là không phải mối quan hệ yêu đương. Chứ 14 năm nay mà, 14 năm nay mà họ yêu nhau rồi xong rồi thì mình sẽ lộ ngay. Đã có tình cảm với nhau, lại có đứa con, nay thì book vé máy bay cho hai mẹ con nó từ ở mãi miền Tây để ra Hà Nội, xong rồi về thăm cảng Hải Phòng, rồi đi Hạ Long, chắc chắn là phải như thế. Thế rồi thỉnh thoảng rất nhiều dịp mà lấy cớ đi công tác Cần Thơ, công tác Bạc Liêu để mà gì ạ, để thăm mẹ con nhà nó. Nhưng mà mình thấy người chồng của mình rất là nuột nà, không có những cái kẽ hở ấy, thì chứng tỏ cái việc mà có con kia cũng chỉ là ngẫu nhiên ngoài mong đợi của anh ấy. Nó khác hẳn với một người là chê vợ này, xong bây giờ tìm được một cô gái trẻ hơn, quyết tâm yêu cô ấy, xây dựng mối quan hệ và gọi là xây dựng cơ sở hai. Đây thì là ngẫu nhiên, nó gọi là đi quan hệ ngoài luồng và để lại hậu quả là có đứa con riêng thôi. Thế thì mình phải đánh giá tình hình như thế để mình mới đi đến cái quyết định là cân nhắc đập bỏ hay là cải tạo sửa chữa nâng cấp để mình dùng tiếp, đúng không? Nói vui như thế nhưng mà thật sự ra là cũng đáng tiếc, cũng có buồn nhưng không quá đau. Trong trường hợp của mình thì phải nghĩ như thế. Chồng mình 20 mấy năm nay ở với mình biết tử tế rồi hết mực là chăm lo cho vợ con, gia đình đối nội đối ngoại tốt, kinh tế khá giả, lại còn chức vụ chức tước là cũng phát triển. Vậy là người đàn ông cũng được. Bây giờ thì em trả lời bác chuyên gia, em mới biết thì khi mà em muốn nói chuyện để em có những cái bằng chứng, rồi tin nhắn, rồi hình ảnh, rồi nọ kia rồi. Em đưa ra thì ông ấy nói rằng tôi không ngờ đúng cô. Thế nhưng mà nếu như mà cô chấp nhận được thì tôi với cô sẽ tiếp tục. Còn nếu không đến là cô muốn thế nào cũng được. Thế thì em cũng bảo là bây giờ em muốn biết sự thật, anh chính từ mồm anh nói ra. Thì anh cũng bảo là một ngày gần đây tôi sẽ nói với cô, chứ còn bây giờ thì tôi chưa nói với cô. Tôi sẽ chủ động mà tôi sẽ tự nguyện tôi nói với cô. Rồi. Đấy thì đang nói là thế này. Anh ấy chưa chủ động, chưa sẵn sàng. Anh ấy còn, bản thân anh ấy cũng rất là đang cân nhắc. Một bên là vợ và hai đứa con, và một bên là một cô bạn tình qua đường, cứ gọi là qua đường ngẫu nhiên mà gặp, rồi cũng không thể gọi là vợ chồng. Rồi lại có một đứa con gái mà lại còn ở xa xôi. Cô kia cũng là người, không phải là người mà quyết tâm là chiến đấu để cướp chồng mình. Chứ nếu không chính cô sẽ là người thông báo cho mình biết là tôi có con với chồng chị đấy, chồng chị yêu tôi đấy, hàng tháng anh gửi cho tôi 10 triệu đấy hay là 15 triệu đấy. Chị ấy sẽ thông báo cho mình để mà không để cho mình yên ổn trong 14 năm nay đâu. Vậy thì người ta cũng có lòng tự trọng rằng thôi anh ấy quan hệ như thế và bây giờ có con, chị chấp nhận làm người mẹ đơn thân, còn cái việc quan tâm của anh đến đâu là ở lương tâm của người bố, chứ chị không phải là đối tượng đáo để hay là cái dạng mà nói như dân gian nói là giật chồng, đúng không? Cũng là ngẫu nhiên thôi. Người ta cũng thiệt thòi, cũng chính vì có đứa bé 14 tuổi này mà người ta cũng lỡ dở, người ta cũng khó bước tiếp với một người đàn ông khác, chứ chắc cũng không đến nỗi nào. Nếu mà chị đơn thân có thể đến được với người đàn ông khác, nhưng mà bây giờ tự nhiên là không có chồng mà lại có một đứa con riêng ấy, rất khó để mà có thể đi bước nữa. Thành ra cái vụ việc mà xảy ra ấy, người ta cũng rất là thiệt thòi. Bây giờ mình mà sự thật anh đã nói rồi đấy, anh không chối, anh có cái chuyện như thế. Nếu bây giờ mình làm căng, mình quyết tâm là ầm ĩ lên thì đích cuối cùng, cái kết thúc có thể là một cuộc ly hôn. Và ly hôn thì chuyện gì xảy ra thì mình đã biết rồi. Mình hiện nay đang ở nhà, mình cũng phụ thuộc, các con mình nó cũng còn đang lớn, chưa lớn hẳn.
nguồn cung cấp gọi là nguồn tài chính duy nhất là từ bố nó cho các con ăn học. Bây giờ mà đảo lộn lung tung lên, chưa kể đến chuyện là danh tiếng rồi cuộc sống của mình bấp bênh như thế nào, nhưng mà chắc là một cuộc xáo trộn rất là lớn. Chi bằng người ta nói rằng là giữa cái mất trắng với lại cái mà cố gắng vớt vát lại, giữ lại được 80%, 70% vẫn còn tốt hơn là mất không, đặc biệt trong hoàn cảnh của mình. Giá mình bây giờ cũng là một nữ giám đốc, mình bây giờ làm chủ hai doanh nghiệp, mình có một đội ngũ nọ kia, con cái cũng lớn, một đứa học ở Úc, một đứa học ở Mỹ, chủ lập rồi. Mình cắt một cái phăng teo đi, tao có tiền, tao có nhà, tao có ô tô, tao thích ai trả được thì nó sẽ khác. Nhưng hoàn cảnh của mình thì có lẽ không phải là cam chịu, nhưng mà cũng đừng làm quá. Anh ấy, chắc anh ấy sẽ bày thế này thôi, tôi không phải nhờ đến cô. Tôi đủ tiền tôi gửi chăm lo cho người ta, tôi cũng không đón nó về đây đâu. Nó cũng không cướp gì của cô đâu, nó không tranh giành gì đâu. Nhưng người đàn ông không biết có con riêng thì thôi, chứ biết rồi thì chẳng có người đàn ông nào bỏ con cả. Kể cả nếu như tôi mà chẳng may tôi có mà lương tôi chỉ có 5 triệu, chắc tôi cũng gửi tới nuôi con tôi 1 triệu. Đó, thế thì cái tấm lòng của anh ấy sẽ dành cho con là chuẩn bị cho con tiền để nó học. Năm nay nó 14 rồi, mai kia nó sẽ lên cấp 3. Con có thể có điều kiện kinh tế, con sẽ để du học, bởi vì nó thiệt thòi, nó không có bố, vân vân. Thậm chí còn mở cho con một cái tài khoản ngân hàng nào đó để anh ấy rót vào đấy nuôi con. Còn chắc chắn anh ấy cũng không dại để anh ấy hòa hai gia đình vào làm một. Và chắc chắn anh cũng không đưa con bé ra đây để xáo trộn. Anh ấy giữ nguyên cái gia đình mô hình đẹp ở ngoài này, và cái kia chỉ là một cơ sở gọi là văn phòng đại diện phía Nam thôi ạ. Thế thì mình xem có thể chấp nhận được không. Còn nếu không thì anh ấy bảo đấy, nếu cô không chấp nhận được thì chia tay, đúng không? Đấy. Bây giờ anh ấy cũng chơi bài ngừa rồi đấy. Nói chung là đấy, đã chấp nhận được thì chấp nhận, còn không thì đấy là tùy cô thôi. Đúng. Hãy để bởi vì thế này này, chuyện nó rất là mới, mình còn đang rất là sốc, mình không ngờ là là chồng mình suốt mười mấy năm nay lại giấu mình một cái mối quan hệ ngoài luồng như thế, lại còn có con riêng. Chắc là anh ấy tuồn cho mẹ con cô kia nhiều tiền lắm, rất là nhiều thứ mà mình cần phải tìm hiểu thông tin. Thế cho nên là mình sốc. Nhưng hãy cứ thôi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mình bình tâm lại đi, suy ngẫm cho nó vài ba bốn tháng để mình tùy theo thái độ của anh ấy. Mình chưa chia sẻ câu chuyện này quá rộng, bởi vì chia sẻ ra bên nội bên ngoại với nhà mình ấy mà, năm người mười ý, người thì bảo là bỏ luôn đi, cho nó cái loại ấy thì bỏ ngay vào luôn, người thì nói rằng thôi nghiến răng mà chịu con nợ. Cái gì rồi cũng có hai mặt của nó, cho nên là mình biết mình cần gì nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Vâng, em cảm ơn. Rồi, tất cả bây giờ là phải bình tĩnh, và cũng bạn cũng nên hiểu rằng cái câu chuyện nó đã xảy ra từ 14 năm trước. Cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Nếu mà anh có tình cảm với mẹ con cô ta thật nhiều thì cái sự lòi ra nó sẽ sớm hơn rất nhiều. Nhưng giờ bạn mới biết, chứng tỏ là cái sự quan tâm dành cho hai mẹ con cô ý của anh ta nó cũng chỉ ở mức độ giới hạn thôi. Mà như anh Đinh Đoàn có chia sẻ, đó là chỉ là gọi là văn phòng đại diện cơ sở thứ hai ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và bình tâm lại, giữa cái mất và cái còn thì cái nào là giá trị hơn thì nên giữ nhé. Chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Mình có con trai chưa đến tuổi 18 ấy, nhưng mà lại có tình yêu sớm quá. Thì bây giờ em muốn biết là làm nào để khuyên con trai ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mình 40 rồi ạ. 40, thế là con trai được bao nhiêu tuổi? Con trai mới có 16 tuổi, gần 16 rồi ạ. Thế à, thế nó yêu ai đấy? Một bạn người cũng chưa đến tuổi ạ. À, tức là theo mẹ thì là đến tuổi để được yêu là tuổi bao nhiêu? Dạ, em nghĩ là khoảng chắc 18 tuổi chứ ạ. 18 tuổi, nếu mà con gái là được lấy chồng rồi. Thế là bắt nó yêu muộn thế. Dạ, con trai ạ. À, rồi con trai thì 20 tuổi nó được quyền lấy vợ rồi, pháp luật cho phép mà. Đúng không? Thế hồi trước hỏi nhỏ mẹ là mười mấy tuổi mẹ yêu?
mẹ mẹ muộn lắm, không nghĩ là con lại sớm biết. Ừ, biết đâu hồi ý mẹ cấp 2 mẹ đã thích thích cái anh lớp 8 rồi tưởng à. Rồi cái chuyện mà làm cha làm mẹ quan tâm đến con cái là cái chuyện bình thường. Nhưng sự lo lắng của bà mẹ trẻ này thì cũng là hợp lý ở lứa tuổi này đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, tôi rất là muốn chia sẻ với bà mẹ Cao Bằng tí. Bố cháu có ở nhà không? Dạ có. Thế hả? Ông bố có đồng ý cho con là kệ nó cho nó yêu không? Dạ bố cũng không muốn, nhưng mà bây giờ cháu nó như này thì cũng không biết làm thế nào để phản đối. À, 16 tuổi con có còn học không hay là nghỉ học rồi? Dạ có. Đang học lớp 10 đúng không? Vâng. Năm nay được vào 10 rồi hay là đang xong 10 lên 11 rồi? Dạ xong, đang vào 10 ạ. Rồi. Đợt vừa rồi là thi vào 10 đúng không? Và dạ. Kết quả tốt không? Học dân tộc nội trú hay là học trường bình thường? Dạ bình thường ạ. Ôi tốt rồi. Nhà mình ở thị xã hay là ở đâu? Dạ ở thị trấn ạ. Ừ cũng tốt. Nhà có nhiều con không? Không ạ. Mỗi thằng cu này đúng không? Dạ có hai người. Bố mẹ mới 40. Thế mẹ ngày xưa bây giờ con 16, 17. Mẹ cũng 24, 25 lấy chắc cũng yêu từ 16, 17. Nói vui vậy nhưng mà thật ra thế này này. 18, 19, đôi mươi đấy là mình cứ mong là đấy là tuổi lấy vợ. Chứ còn cái tiểu, chứ cái tuổi yêu ấy thì không có ai ở đâu quy định rằng là bao nhiêu tuổi thì được yêu. Cũng giống như không ai quy định cho cái vườn hoa này là tao bảo mày phải đến hôm rằm mày mới được nở đúng không? Cùng một cái vườn hoa có cái bông nó nở hôm 13, có hôm bở 14, có hôm mong muốn là nở rằm để cắt đi bán cho nó được giá thì tận đến 20 nó mới nở. Thế thì trẻ con cũng thế thôi. Ngang bằng phải lứa, có đứa 14 tuổi như thằng Ngố, à quên 20 tuổi còn như thằng Ngố, có đứa 15 tuổi đã quay quắt lên vì yêu với đương. Con trai nhà mình 16 tuổi, nó học lớp 10, nó có rung động, nó có thích bạn gái, nó có yêu một cái bạn gái nào đó bằng tuổi hay là kém tuổi một chút xíu cũng là bình thường. Bình thường ở đây không có nghĩa là theo quy định hay là nó vi phạm cái gì cả nhá. Mình cứ để ý mà xem, rất là nhiều thanh niên ở những vùng bà con dân tộc mà trước đây á, chả 13 tuổi đã lấy vợ, 14 tuổi đã địu con ấy. Thế và con nhà mình thì cũng 16 tuổi rồi. Tất nhiên là ra như bây giờ nó đòi lấy vợ thì nhất định là mình sẽ phải nói rằng con ơi, ít nhất thì cũng phải học hết cấp 3, hai nữa là phải có nghề nghiệp, thứ ba nữa là phải đủ 20 tuổi. Còn đây con nó yêu thì không quá lo lắng nhá. Nếu có thì chẳng hạn là bố mẹ cứ nói trêu trêu và cũng tư vấn cho con. Yêu thì được, thế nhưng mà nhớ nhá, mới có 16 tuổi đi, mẹ không muốn làm bà nội sớm đâu. Đừng có tí máy tí mẻ với bạn gái, đừng có đưa nhau ra đồi để mà làm cái chuyện nọ chuyện kia rồi. Chẳng may bạn gái có bầu có thai, ở trên này là không cho phá thai mà để sinh con là bố thì học lớp 11 mà bà nội thì 40 là không ở nhà bế con, vì cứ trêu như thế. Các cháu nó học cấp 3 nó thừa biết làm thế nào để mà tránh thai ấy mà, đúng không? Yeah. Thế rồi bố nó cũng thế, bố nó có thể nói chuyện riêng với cậu con trai, bố nó có cách nói hay lắm, nhớ chưa, không được quan hệ nhá, mà nếu có quan hệ thì chỉ quan hệ thế này, chỉ quan hệ thế kia. Bố sẽ có những cách tư vấn cho con là để không đi quá giới hạn. Còn chẳng may nó rơi vào tình trạng mà nam nữ nó gần nhau, nó không làm chủ được cảm xúc mà nó phải quan hệ thì cũng có cái cách nào đấy để mà nó không gây hậu quả nghiêm trọng, tức là không có thai ngoài ý muốn và không có quan hệ tình dục bừa bãi dẫn tới nó có lây bệnh lây tật, thế thôi. Còn lại thì các cháu hãy nhớ rằng nó đang đi học, nó sẽ được nhà trường dạy dỗ rất nhiều môn giáo dục công dân, môn kỹ năng sống, môn sinh học, rồi thậm chí các chuyên đề về sức khỏe sinh sản giới tính là các cháu nó cũng được học, thậm chí nó còn biết hơn mình. Mẹ không quá lo nhá, nhưng mà điều là để ý quan sát theo dõi có những cái biểu hiện gì đấy mà bất thường. Tự nhiên đợt này về đêm cứ khóc, à khéo không là gì thất tình, thế thì lúc ấy mình phải hỗ trợ con, tránh trường hợp là buồn quá thì làm liều. Hoặc là đợt vừa rồi cứ lấm lét sợ sệt cái gì đó, hoặc là tự nhiên thấy bố bị rút lõi mất ví mất mấy chục nghìn, hơn mấy chục triệu chẳng hạn, thì để mình biết là biết đâu trốn học anh chị đưa nhau đi xuống thị xã chơi, phải rút tiền trộm của bố mẹ để chi tiêu. Những cái thứ mà mình thấy nó không không tử tế, không đàng hoàng, nó tiêu cực thì mình phải để mắt để mình uốn nắn và ngăn ngừa. Thế còn nó yêu thì không cấm được đâu nhé. Dạ vâng,
Yên tâm hơn chưa mẹ? Vâng, vâng. Thực ra thì ở cái lứa tuổi mà các cụ đã nói rồi, nữ thập tam, nam thập lục, tức là 13, 16 tuổi là con trai con gái nó dậy thì. Mà cái sự dậy thì nó kèm theo cái cảm xúc giới tính, đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Đúng rồi ạ, vâng. Mẹ nghe bác Đoàn tư vấn rồi, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng mà mẹ cố gắng là làm bạn với con ý. Tức là mình đừng có ngăn cấm nó hoặc là dùng những biện pháp quá mạnh khiến cho nó sợ. Nó không gần mình, nó không chia sẻ với mình, kể cả chuyện vui, chuyện buồn, còn sau này còn rất nhiều thứ khác nữa. Mẹ cứ bình thường, thậm chí là mình còn có thể làm bạn với cả bạn gái của con trai mình cơ. Đấy, để cho nó bạn đấy nó cũng cảm thấy thoải mái và nó tin cậy, thì lúc đấy mẹ muốn nói cái gì nó cũng dễ hơn rất là nhiều mẹ nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ lời chứ? Chào bạn nhé, cảm ơn hai chuyên gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Ninh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Dạ, alo, dạ em xin được giới thiệu, em tên là Hà, quê ở Bắc Ninh ạ. Dạ vâng, có đúng là chị 60 tuổi không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng, chị băn khoăn điều gì khi gọi đến Cửa sổ tình yêu vậy? Vâng ạ, em cũng nghe chương trình lâu rồi, cũng ngưỡng mộ lắm, nhưng mà hôm nay cũng có một cái cuộc, có một cái ý nghĩa cũng muốn gặp bác sĩ của chương trình để em hỏi thêm, có một cái vấn đề về phụ nữ ấy. Rồi, chị nói đi, chị trình bày đi ạ. Vâng, em xin thưa với bác sĩ là em năm nay đã 60 tuổi rồi, thế mà em sinh cái bạn thứ hai là cách đây 34 năm rồi. Rồi. Thế thì em sinh xong là em đã đặt vòng thì cũng thực ra thì tới năm gần 50 tuổi thì em mới kết nguyệt đấy. Rồi. Thế nhưng mà nó lại cái vòng thì nó cũng rất là hợp, nó cũng xảy ra cái vấn đề gì bao giờ, thế là xong mình cũng cứ vô tâm, mình cũng không để ý, không tháo thì hết kinh nguyệt cũng không tháo đi. Thế xong mấy cái lần đi khám bệnh về sau này thì cách đây mấy năm cũng có đi khám bệnh vài ba lần, thì đi siêu âm thì họ bảo là có cái vòng ở trong người thế này mà sau tuổi này cũng còn không tháo ra thì để làm gì. Sau đến lúc rỗi thì xong mới cũng đi khám, cũng bị tháo thì đi lên trên bệnh viện huyện đấy, tháo thì siêu âm chụp thì người ta bảo là cái vòng này nó lâu quá rồi thì tháo ra bây giờ là nó rất khó khăn. Rồi. Đấy, thế thì em mới lại đi lên trên bệnh viện của đa khoa tỉnh ấy. Em khám, em cũng định tháo ở trên tỉnh cho nó yên tâm hơn ấy, thì bác sĩ trên tỉnh cũng bảo là cái vòng này bây giờ là nó quá lâu và nó bị kiểu nó bị rụng một cái râu gì rồi ấy, thì là không tháo được ra thì không biết là để trong người thì nó có ảnh hưởng gì hay không, mà không tháo ra thì em rất là lo, mà tháo ra thì em lại sợ rất là đau. Rồi. Thì em muốn hỏi bác sĩ ở chương trình xem là liệu không tháo ra như thế thì để nó có cái gì xảy ra không ạ? Thế hiện tại tháo chưa? Chưa. Tại vì em lên tỉnh rồi, nhưng mà thấy họ bảo là cái này bây giờ nó rụng mất cái râu rồi. Mà tại sao lại chị lại vô tâm đến mức 34 năm cứ để cái vòng ở trong người? Thế là tháo ra thì tiếc à? Mà trong khi đó chục năm trước là chị đã là không còn kinh nguyệt nữa rồi đúng không? Tức là cái vòng nó không có tác dụng ngăn ngừa thai gì nữa đúng không? Vâng, thế nhưng mà đúng em đã nói lúc nãy, cơ bản là cũng không thấy có vấn đề gì với sức khỏe, nên là mình cũng cứ đặng trí đi nhé, mình vô tâm ấy. Thế sợ tháo ra sợ tiếc đúng không? Không phải là tiếc đâu. Thế hai vợ chồng còn quan hệ bình thường không? Thường xuyên không? Cũng thì còn thì cũng còn, nhưng mà nhì nhằng thôi đúng không? Bây giờ thì không lo gì, có thai đã rồi, nhưng mà giờ tháo ra sợ nó đau quá không dám tháo. Bây giờ có tháo hay không tháo thì cũng không thể có thai được đâu nhá, yên tâm. Vâng. thế nhưng mà tháo ở đâu, bởi vì có thể nó dính chặt vào đấy rồi. Vâng, thế nhưng đấy. Mà em chỉ muốn hỏi là nếu như để như thế thì liệu nó có sinh ra, ví dụ như là từ cái vòng ấy nó sinh ra cái bệnh gì ung nhất gì hay không đấy, thế lo thế đấy. Thôi lo là đúng rồi, bởi vì đấy là một cái bộ phận không phải của cơ thể mình. Cơ chế là đào thải của cơ thể nó chắc chắn là sẽ diễn ra đúng không sĩ? Vâng ạ, vâng, chào chị ạ. Vâng, chào chị ạ. Tôi cũng rất là tiếc bởi vì chị đi khám rất là nhiều lần rồi mà tại sao không tháo ra cho chị.
nó cái vòng đấy thì nó có thể nó là nhựa thôi chị ạ, còn cái dây đồng nó đã rụng mất rồi. Nhưng mà cho dù như thế nào thì nó cũng là vật lạ đối với cơ thể của mình. Và như anh Văn anh đã nói rồi, khi mà có vật lạ thì cơ thể nó sẽ có cái phản ứng đào thải. Trước mắt bây giờ thì chắc là một số các cái tổ chức xung quanh, các cái tổ chức mỡ hoặc là mạc treo hoặc là dây hoặc là cái gì đó nó cũng đã bám vào cái vòng đấy rồi. Cho nên là có thể là cái vòng đấy nó cũng đã cố định, chứ nó không lệch lạc hoặc nó không di chuyển đi chỗ khác. Vâng. Chị có điều kiện thì tốt nhất theo tôi vẫn nên tháo nó ra chị ạ. Vâng. Mình đau thì nó đau thì nó cũng không là cái gì đâu, nếu như mà để đấy nó biến chứng nó không tốt, bởi vì tác dụng của cái vòng thì là để ngăn ngừa để không có thai ngoài ý muốn. Thế mà mình thì bây giờ 60 tuổi rồi, nó lại nhỡ nó lại không đã đạt không đảm bảo cái tác dụng của cái vòng đã đành rồi mà sợ nó lại biến chứng ra những cái khác ấy ạ. Thì nó không có lợi cho sức khỏe của chị. Vâng. Có lẽ là hơi đau thì tôi nghĩ là quan trọng còn tháo được ra ấy. Nhá. Vâng. Chị xuống dưới Hà Nội đi. Xong chị đến các cái bệnh viện lớn ấy ạ. Ở đấy người ta có nhiều kinh nghiệm hơn, người ta có thể có các cái phương tiện nó tốt hơn thì giúp cho chị có thể tháo ra được là tốt nhất chị ạ. Vâng, mình càng ngày càng lớn tuổi rồi, các cái cơ rồi là tử cung rồi âm đạo rồi phần phụ, mỗi ngày nó sẽ mỗi khác, nó không như là cách đây 20 năm, 30 năm. Thế rồi chưa kể là cái tuổi này bắt đầu nó lại phát sinh ra những cái lằng nhằng khác nữa. Thế và người bình thường không có vấn đề gì mà nó còn có thể có các cái bệnh tật liên quan, huống hồ mình để một cái vật lạ ở trong người thì tôi nghĩ là nó sẽ không tốt cho chị. Vâng. Có điều kiện thì bác nên xử lý nó đi chị ạ. Bác sĩ như thế nữa mà cảm thấy bác sĩ giải thích mà ấy thì có thể em sẽ sẽ theo khi em để em cũng lo rồi ạ. Vâng đấy, chưa kể về mặt thực thể thì nó đã có vấn đề gì thì về mặt tâm lý đã không yên tâm rồi. Mà tuổi ngày càng cao rồi thì mình đi xử lý càng sớm càng tốt chị nhé. Rồi, tôi thì tôi nghĩ rằng là có thể khó tháo ra, nhưng mà bằng cách nào đó thì các chuyên gia vẫn có thể tháo ra được. Vâng. Và nếu mà tháo ra được thì chị nên giữ lại cái vòng ấy nhé. Bởi cái tuổi đời của cái vòng nó tận 34 năm. Chị nên có thể là tặng hay là hiến cho cái hội hay là câu lạc bộ kế hoạch hóa gia đình ấy. Bởi vì cái mô hình vòng của cách đây 34 năm có thể khác hiện tại. Vâng. Đúng không bác sĩ? Vâng. Vâng, thế em xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, chào chị. Dạ, chào chị. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Vâng, cho em cho cháu hỏi một chút là cái việc gia đình của cháu ấy ạ. Vợ chồng nhà cháu hiện diện vợ chồng nhà cháu ấy ạ. Thì bây giờ nhà cháu ly hôn được hơn 4 năm rồi. Chồng cháu thì đi ngoại tình. Sau đó thì bắt cháu phải ký đơn ly hôn. Thì cháu yêu cầu là nếu mà cháu ký đơn ly hôn ấy thì là phải để quyền nuôi hai con cho cháu. Rồi. Thì anh ấy đồng ý và cháu nuôi hai đứa, một đứa con trai một con gái. Rồi. Thì bây giờ cháu ly hôn được hơn 4 năm rồi. Rồi. Thì trong cái thời gian đấy thì anh ấy vẫn ở với cả chị kia, thuê nhà ở với cả chị kia. Rồi. Thì là 2 năm vừa rồi đây, tức là ở với chị kia được 2 năm, thì 2 năm vừa rồi đây này thì là có ý định là về là để tìm cháu là để quay lại ạ. Rồi. Thì cách đây 2 tháng ấy, thì tức là chỉ là cháu cũng chỉ mà cháu cũng không đồng ý quay lại, và cháu chỉ là để cho anh ấy thăm nom các con bình thường thôi, cháu cũng không tính cản gì cả. Rồi. Nhưng hôm vừa rồi cách đây 2 tháng thì anh ấy mới ra bố mẹ anh ấy, thì là khi mà bọn cháu mà bỏ nhau ấy thì là cũng một phần là của anh ấy tình, một phần nữa là bà mẹ chồng nhà cháu cũng bà cũng ác ấy, thế là bà còn đánh đuổi cháu, lôi ra để đuổi cháu nếu mà mấy mẹ hai mẹ con cháu, ba mẹ con cháu. Rồi. Thế đâm ra là cháu hôm ý là cháu phải đi mấy mẹ con phải dọn đồ cùng với nhà ông và ngoại ở cùng một làng luôn ạ. Rồi. Thì bây giờ thì cả hai ông bà mấy cả chồng cũ của cháu đấy, mấy cả đã đi xuống nhà cháu để xin lỗi, để xin mấy mẹ con cháu về. Thế xong nhưng mà cháu bảo là cháu cần có thời gian, vì là cái thời gian xa nhau lâu quá rồi, các con nó cũng đang ổn định cái tâm lý rồi, nó đã mất một thời gian, nó đã
học hành nó đã bị ảnh hưởng nhiều rồi. Bây giờ nó mới ổn định được một thời gian. Bây giờ cháu phải muốn cần một thời gian để cho các con nó để xem ý của chúng nó như thế nào. Bây giờ con nhà cháu nó lớn rồi, thằng cu lớn nó 17 tuổi rồi, con bé là 12 tuổi. Rồi. Thì bây giờ là cháu muốn mà, bây giờ cháu xin tư vấn là bây giờ có cách như thế nào để cháu có thể nói chuyện với cả con nhà cháu để cho nó hiểu được ấy. Bây giờ nó lớn rồi, cháu không biết nói như thế nào để cho nó hiểu. Thực ra thì các bạn đã chia tay nhau, ly hôn nhau được 4 năm nay đúng không? Vâng. Và cái chuyện ly hôn là các con nó cũng đều biết, chứ không phải bây giờ nó mới biết đúng không? Đúng rồi ạ. Thế bạn muốn nói với con điều gì bây giờ? Tức là cái thời gian vừa rồi đây này thì là bố nó cũng qua lại thăm non từ hôm mà cháu trả lời giờ là thôi là cũng không thăm hỏi, lo gì đến con nữa. Không đạt được mục đích là cũng không hỏi han gì nữa. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào. Chào bạn. Cuộc sống của bạn hiện nay thế nào? Có làm ăn gì không? Cháu thì cháu làm điều dưỡng ạ. À, điều dưỡng. Bố nó có đóng góp gì nuôi con không? Những cái năm mà ly hôn ấy. Không ạ. Không đóng góp cho một mình nuôi hai con. Chỉ có một, chỉ có từ được năm một ngoái chu kỳ. Đến giờ là có ý định quay về thì bắt đầu. Tháng thì có, tháng thì không, mỗi tháng đưa cháu được 3 triệu. Tóm lại thì là mình chẳng có ông ấy thì mình vẫn nuôi con được xong mấy năm vừa rồi đúng không? Vâng. Ngoài cái đi làm và nuôi con thì mình có bạn bè, có anh bạn trai nào bao giờ không? Có ai tán tỉnh mình không? Không. Vì cũng có nhưng mà thực ra là cháu vẫn nghĩ là bố nó đã như thế rồi thì cháu sẽ không bao giờ cháu làm những cái điều gì để cho con thì cháu nó tổn thương nữa. Đến ra là cháu không có người hỏi nhưng mà cháu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Rồi, đấy là cái lý do mà khiến cho mình, ông ấy hành hạ mình, ông làm tổn thương của mình bao nhiêu chăng nữa rồi lúc quay trở lại mình có vẻ muốn gật đầu. Là bởi vì mình cũng chẳng có cái mối nào, mình cũng chẳng tự lập tự quyết gì, cứ lao vào. Chứ một cô gái tự lập tự tin sau khi ly hôn ổn định cuộc sống rồi mình tươi mơn mởn trở lại, mình đầy bạn trai mà. Người ta sẽ chẳng chịu chấp nhận cho bố nó quay lại đâu. Đánh giá tình hình mà xem. Đang có vợ, có hai con, chỉ vì mê một bạn gái khác mà ép vợ ký ly hôn, vứt luôn cả con đi. Chẳng còn tình yêu với vợ nhưng chẳng có nghĩa bố con gì với con nữa. Thế xong rồi đi ở với người tình, thế chắc là rồi cũng chẳng ở được. Người ta cũng bỏ thôi, bởi vì người ta cũng đánh giá cái loại đàn ông mà đã có vợ, có con, còn sẵn sàng vứt bỏ để đi đến với mình. Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ mình. Những cái người phụ nữ mà giành được cái người đàn ông từ tay một bà vợ và cái đám con ấy, trong lòng nó rất là mâu thuẫn, người ta cũng sẽ rất là không tôn trọng cái người đàn ông ấy. Anh ấy có vợ có con, anh sẵn sàng bỏ vợ của con đến với mình thì mình là cái gì? Biết đâu một ngày nào đó anh lại sẵn sàng vứt mình để chạy theo một cô gái khác. Chính vì vậy cái cô gái mà đã cướp anh ra khỏi mẹ con mình ấy, người ta cũng chán và không thể sống lang thang được thì bắt đầu lại muốn mon men quay trở lại. Đó là lý do mà gọi là cục đường rồi đấy. Chả nghe lại thành một thằng ất ơ, không vợ không con. Cho nên là bố mẹ anh ấy lớn tuổi rồi, cũng phải thân sinh dắt thằng con 40 tuổi đi đến xin lỗi ông bà ngoại với lại xin lỗi mình để mà muốn cho quay trở lại, để cho nó ra người một chút thôi, đúng không? Chứ cũng chẳng phải là tử tế gì, cũng chẳng phải là còn nhớ vợ thương con gì. Thế rồi chưa kịp vợ, chưa kịp cho cái cơ hội, đáng lẽ xin rồi, nói được rồi, nhưng sau đấy phải thể hiện bằng cái thái độ chịu khó gần gũi với các con, cùng với mình hâm nóng lại cảm xúc vợ chồng. Đây vợ với chưa kịp nói rằng là em chưa muốn em thế nọ thế kia, sẵn sàng lại đi có cô khác ngay. Thì vậy cái người đàn ông này là người quá tam ba bận rồi, không còn đủ tin tưởng nữa. Cho nên ông ấy đi là một điều tốt cho mình, chứ không phải là quay trở về nó chỉ là cái chỗ tạm trú thôi. Thế rồi đến lúc nào đấy lại gặp được một cô nào hay hay là tấp tỉnh cũng đi mất thôi. Nha, mình phải nhìn rõ bản chất cái người đàn ông của mình. Để việc đầu tiên là mình không tiếc đã. Chứ hiện nay là thấy trong lòng mình thì mình hỏi là làm sao để cho con nó yên tâm, nhưng mà chính mình là còn đang trông đợi ấy. Mình đang muốn làm sao dám mà phá được cái vụ mà anh ấy sắp cưới vợ mà anh quay về với mình ấy. Thì thứ nhất là không tiếc nữa, người này không có một chút gì đáng tiếc cả. Thế rồi mình cứ ổn định cuộc sống như đã từng 4 năm mà không có bố nó đấy. Cho cái cơn sóng gió vừa rồi nó chỉ gọi là hơi lợn gợn nó một chút thôi, rồi cuộc sống lại trở lại bình yên. Con nó 18 tuổi rồi, nó đủ nhận ra. Nếu như nó hỏi là mẹ ơi sao bố định quay trở lại, sao giờ này lại thấy bố ít, cái đấy thì mẹ cũng đang băn khoăn. Thôi thế thì các con tìm hiểu xem,
con thử gọi điện cho bố con hỏi xem thế nào. Đấy, chứ việc gì mình phải đi che đi chắn rằng là bố con tốt lắm, bố con thương các con, nhưng mà bây giờ bố con vì hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia. Các con trong trường hợp của nhà mình nó cần phải biết sự thật và nó hiểu hoàn cảnh của gia đình nhà mình để thương mẹ nhiều hơn nha. Không cần phải cố gắng phải làm cái mặt đẹp cho ai cả. Mình cũng không cần phải giải thích là làm sao cả con 18 tuổi chúng nó tới đây nó sẽ quan tâm đến bạn gái bạn trai của nó, chứ nó cũng không cần quá nhiều đến quan tâm đến bố nó đâu. 4 năm nay không có bố nó vẫn có được mẹ cho nó một cái cuộc sống rất là tạm ổn nha. Mình là người cần ổn định tinh thần nhất này. Chỗ này là chỗ không tiếc. Con ngày một lớn lên, mình cũng đi làm rồi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là giữ gìn sức khỏe, mở rộng quan hệ, giao tiếp đây đó. Mình đừng có nghĩ là mình hết lòng hy sinh vì con, năm nay mới 38 tuổi, trời cho sống 100, mình còn 50 mấy năm nữa cơ mà, đúng không? Con 18 tuổi rồi, rồi nó sẽ có bạn trai, bạn gái, rồi nó sẽ có lấy chồng, lấy vợ. Mình không thể ở vậy một mình được. Mình có thể đi bước nữa, không đi bước nữa, nhưng mình phải có bạn và có cuộc sống tình cảm riêng. Muốn như thế thì mình phải tươi tắn, mình phải lạc quan, mình phải tích cực nhìn vào cuộc sống, coi như xong tập 1. Bây giờ mình tập trung vào viết kịch bản cho tập 2. Phim nghỉ khi còn mấy tập nó mới hay chứ, đúng không? Trong trường hợp của mình thì hãy khép lại quá khứ, chuẩn bị tinh thần cho tương lai. Rồi, hy vọng là bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhá. Xin chào bạn. Cái gì đó đã qua mà qua tận 4 năm vớt vát tiếc lại thì nó cũng chỉ là cái nuối tiếc thôi, đúng không anh? Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Chào bạn nhá. Các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi sản xuất tại trường quay Nhịp Sống Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.